Chương 41 Edith, Alicia Nhất thời, Hoàng Tổng không thể đoán ra được là mối quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định rằng, hai người này chắc chắn có mối quan hệ vượt mức quan hệ bình thường giữa nam và nữ. Hoàng Tổng cười ngượng, ha ha, vậy chuyện giới thiệu bạn trai cho Thẩm Tổng thì thôi vậy. Thẩm Tuyền bình thản nói, Hoàng Tổng có lòng rồi. Văn Trạch lệ liếc Thẩm Tuyền một cái, giận cô bình tĩnh quá mức, cũng giận cả cái giọng điệu không từ chối của cô. Nhưng cũng phải thôi, đã ly hôn rồi, độc thân hết rồi, Thẩm Tuyền có thể thoải mái tìm bạn trai, huống chi dáng vẻ của cô rõ là bằng lòng thử mà. Nhưng sắc mặt của Văn Trạch Lệ vẫn không hề tươi tỉnh hơn. Anh gãy gãy tàn thuốc. Mây thay đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, mọi người vừa dùng bữa vừa uống rượu bàn về chuyện chuyên môn. Về mỏ dầu này, Thẩm Tuyền biết là tài sản của một công ty nào đó sắp đóng cửa dùng để đền bù cho Văn thị. Hai nhà Văn Thẩm hợp tác thân thiết trên một mức độ nào đó cả hai nhà đều dùng chung các mối quan hệ và tài nguyên của nhau hôm nay cô chỉ dắt dây còn lại sẽ là văn trạch lệ ngỏ lời với hoàng tổng thẩm tuyền vừa thưởng thức ly rượu vừa nghe không xen lời mấy trong lúc mọi người yên lặng cô cũng chẳng nhìn văn trạch lệ lấy đôi lần song tầm mắt văn trạch lệ vẫn luôn quanh quẩn trên gương mặt cô con người hoàng tổng háu ăn háu uống biết thẩm tuyền uống được ông bèn sai người rót rượu cho thẩm tuyền thẩm tuyền không từ chối chạm ly với hoàng tổng hết ly này tới ly khác. Điệu bộ uống rượu của cô rất lạnh lùng, đôi mắt khép hờ, sau đó nhấp một ngụm nuốt xuống, dòng rượu chảy xuống ít hầu. Thờ ơ hắc hững. Khiến người ta say mê. Hoàng tổng nhìn cô, nói, thẩm tổng, uống rượu cùng cô thích thật. Sắc mặt văn trạch lệ càng u ám. Anh cầm chai rượu lên rót thêm cho thẩm tuyền một ly, đôi mắt hẹp dài lướt qua hoàng tổng, nói, đúng vậy, cô ấy uống rượu đúng là khác với người khác. Hoàng tổng đờ người. Văn trạch lệ tay kẹp điếu thuốc, dựa ra sau, chân dài vắt chéo, cười bảo, hoàng tổng, ông cảm thấy không giống nhau chỗ nào nào. Hoàng tổng nuốt không trôi ngụm rượu trong họng, suýt bị sặc. Ông vội cười xua tay, chao ôi, tôi chỉ nói dựa trên cảm giác thôi, không nghĩ được sâu xa đến thế. Nếu văn thiếu có ý kiến gì hay, chỉ bằng chia sẻ chút đi. Văn trạch lệ phi cười, cũng uống một hớp, rượu vào trôi xuống cổ họng, hầu kết trượt xuống. Anh nhiên đầu nhìn thẩm tuyền, ánh mắt tựa như một con sói, không chia sẻ được. Sao mà chia sẻ cho được? Trước kia không hề nghĩ tới điểm đó, anh chỉ biết thẩm tuyền có tửu lượng cao. Lắm lúc trong các buổi tiệc lớn, khi thẩm tuyền dẫn dưng uống rượu, đúng là có không ít kẻ đổ dồn ánh mắt lên trên mặt cô. Khi ấy văn trạch lệ chỉ cảm thấy cô gái này có tửu lượng cao, có lần anh còn cố tình tìm cơ hội chút rượu cô. Anh cầm theo bình rượu, đứng trước mặt cô, nhìn chầm chầm cô uống rượu. Thẩm tuyền mặt không đổi sắc mà uống, hơn nữa còn tìm cớ bắt anh cũng phải uống. Hai người uống không dưới 10 ly, đến tận lúc đó vẫn có rất nhiều người ngắm nghía khuôn mặt của thẩm tuyền. Văn Trạch Lệ chỉ cho là đám người đó đang kinh ngạc vì sự lợi hại của cô gái này. Nhưng giờ anh đã hiểu, không phải vì cô uống giỏi mà là vì biểu cảm lúc uống rượu này của cô, hơi hợt điềm đạm, đôi mắt không chút cảm xúc, song lại trong veo sáng ngời thi thoảng anh cũng nhớ lại đường nét quyến rũ đó. Tự như thời khắc này, cô càng lạnh nhạt, lại càng khiến người ta khó dằn lòng được. Anh nghĩ rồi, lại đưa điếu thuốc lên miệng, cầm chai rượu lên rồi dán sát tới, rót thêm một ít vào trong cốc của cô. Thẩm tuyền dương mắt nhìn anh, ngày mai là đại hôn của Văn Trạch Tân. Anh biết mà. Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, cười nói, em cũng đâu phải phù dâu, cùng lắm cũng chỉ là bạn thân thiết, không phải lo. Thẩm Tuyền, anh điên nhà. Văn Trạch Lệ cười một cái, anh điên đấy. Thẩm Tuyền đặt ly rượu xuống, nhìn sang chỗ Hoàng Tổng, giọng bình tĩnh, tối nay Hoàng Tổng đừng uống nhiều quá nhé, thế thì ngày mai mới uống cho đã được. Ai, đúng đúng, không uống nữa, không uống nữa. Ngày mai nhiều người thế, tôi nhất định sẽ uống cho đã. Hoàng Tổng nhìn ra được hai người này đang âm thầm giằng co, vội vàng nói thuận theo lời của Thẩm Tuyền. Đệt không khí giữa đôi bạn bè không phải bạn trai bạn gái này chẳng bình thường chút nào thẩm tuyền hoàng tổng dùng bữa đi được 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 văn thiếu cậu cũng dùng bữa đi chúng ta không uống rượu nữa văn trạch lệ vẫn còn đang nhìn thẩm tuyền anh chỉ liếc mắt nhìn hoàng tổng một cái gật đầu nói được ăn thôi lâm tập gấp đồ ăn cho hoàng tổng trợ lý của văn trạch lệ tên lâm tập cậu ta lập tức đi tới gấp đồ ăn cho hoàng tổng ở bên này văn trạch lệ ngậm điếu thuốc chìa tay cuốn thịt việc đặt vào chén thẩm tuyền thẩm tổng ăn nhiều một chút thẩm tuyền cảm ơn không uống rượu thì chỉ còn ăn cơm dù cho văn trạch lệ và thẩm tuyền không nói chuyện nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn tràn mùi thuốc súng những người còn lại chỉ có thể làm bộ không thấy kết thúc bữa cơm thẩm tuyền và thường tuyết đi trước văn trạch lệ và lâm tập tiễn hoàng tổng đến khách sạn hạ thác dân ngoài tỉnh tới thủ đô nhiều nhưng dân thường trú cũng không ít vì thế dù sắp tới tết nơi đây cũng không có hiện tượng dòng người về quê như thủy triều rút giống mấy thành phố gần biển vậy nên buổi đêm ở thủ đô vẫn tấp nập tưng bừng thường tuyết không uống rượu nên lái xe đưa thẩm tuyền về nhà họ thẩm quản gia mời thường tuyết vào nhà uống ly trà nóng thường tuyết từ chối rồi quay đầu xe rời đi thẩm tuyền vào cửa đã cởi áo khoác ra trong nhà ấm áp cô ngồi xuống là chẳng muốn động đậy nữa Mạc Điềm mang một ly sữa nóng cho cô, lại uống rượu rồi. Thẩm Tuyền chống tay lên thành ghế sofa, cầm lấy ly sữa, còn uống chút thôi. Gì mà có chút, mẹ thấy phải uống cả tá ấy. Mạc Điềm cằn nhằn hai câu. Thẩm Tuyền uống hết ly sữa, ngồi xếp bằng trên sofa, ấn ấn điều khiển từ xa. Đúng lúc này. Giúp việc đi vào, nhìn thấy Thẩm Tuyền và Mạc Điềm, bè nói, thiếu gia nhà họ nhiếp đến đây, nói là có việc muốn nói với bé Tuyền. Mạc Điềm sửng sốt, vậy mời cậu ấy vào đi. Thẩm Tuyền bỏ chân xuống, chỉnh âm lượng nhỏ đi, ngồi ngay ngắn lại. Nhiếp thừa đi vào. Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn, anh ăn cơm chưa? Trên người nhiếp thừa dính chút mưa lấm tấm bên ngoài, hơi ương ướt. Anh ấy cười rồi đặt hộp quà trong tay xuống, trả lời, anh ăn rồi. Quà năm mới đây, mấy hôm nữa anh bận nên tới tặng trước. Mạc Điềm niềm nở, ngồi đi con. Vâng, Nhiếp thừa ngồi lên ghế sofa đơn, nhìn thẩm tuyền rồi nói, tối nay em ăn tối ở ngoài à? Thẩm tuyền gật đầu, vâng. Nhiếp thừa gật đầu rồi hỏi, chủ tịch thẩm đâu? Ông ấy đi ăn với mấy người bạn rồi. Mạc Điềm nói. Vậy à? Thẩm tuyền hỏi, tối nay đàn anh đến đây là để? Để tặng quà, ngoài ra còn để bàn với em về chuyện ngày mai chúng ta cùng xuất phát trước. Tuy trước đó đã bàn xong nhưng nhiếp thừa vẫn đến đây xác nhận một lần nữa thẩm tuyền cười nhẹ cũng đâu cần phải đích thân chạy một chuyến tới đây cần mà nhiếp thừa nhìn cô muốn nói lại thôi thẩm tuyền nhận lấy tách cà phê mạc điềm đưa rồi đặt xuống trước mặt nhiếp thừa mạc điềm nhìn vẻ ngoài lịch thiệp của nhiếp thừa lại nhìn mặt mày con gái nhà mình nếu lúc trước người thẩm tuyền kết hôn là nhiếp thừa thì có khi đã chẳng ly hôn nói không chừng còn có một cuộc sống bình thản như nước chảy dần dần hai người vốn không có tình cảm với nhau có khi còn yêu thương nhau ấy chứ. Hơn nữa, đâu phải ngốc đâu mà không nhìn ra, nhiếp thừa có tình cảm với thẩm tuyền. Bên ngoài gió to, lất phất mưa phùn. Một chiếc len rover màu đen đổ lại ở cửa nhà họ thẩm. Lâm tập nắm tay lái, thấp thỏm không yên nhìn người đàn ông trên ghế phụ. Văn trạch lệ kẹp điếu thuốc, gác tay ra ngoài cửa sổ xe, để mặt nước mưa làm ướt nhẹp đầu thuốc. Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, đôi mắt hẹp dài nhìn cửa lớn nhà họ thẩm, giọng khang khang, cậu thấy rõ không? Lâm tập nuốt nước miếng, thấy rõ à? Ba nãy là xe của thiếu gia nhà ai đi vào nhà họ thẩm? Lâm tập, là là nhà họ nhiếp. Nhiếp thừa. Trong cổ họng văn trạch lệ gần ra hai chữ này, tựa như đang nhai máu nhai thịt. Ngón tay anh bóp nát điếu thuốc, thẩm tuyền và nhiếp thừa quá gần gũi, ngay từ đầu đã thế. Rốt cuộc ý cô là gì? Ý của cô là gì? Hôm sau. Trời trong nắng ấm. Giờ lành mười rưỡi ban trưa, đoàn xe nhà họ văn hòa vào dòng đường cùng những chiếc xe bình thường. Khung cảnh hết sức hoành tráng, từ khắp các tuyến đường chính của CBD thủ đô đều có thể trông thấy khung cảnh rầm rộ này. Khu kinh tế thương mại của Trung Quốc. Siêu xe, xe thể thao chen chúc đầy đường, một khi có thể di chuyển, cả hàng xe bơ rừng một tiếng lao nhanh vung vút hôm nay là lễ cưới của nhị thiếu nhà họ Văn và thiên kim nhà họ Trần. Trên cao có fly cam quay lại cảnh bên dưới, nguyên đoàn xe hào nhoáng lăn bánh tới sơn trang nhà họ Văn. Thẩm tuyền không làm phù dâu cũng không gia nhập hội chị em của cô dâu. Thấy cô không làm phù dâu, Trần Y cũng không dám cho cô vào hội chị em, vậy nên cô tham gia với tư cách bạn thân. Sáng sớm, tại nhà họ Thẩm đã rất náo nhiệt, mạc điềm, Thẩm tiêu toàn, Thẩm lẫm, Thẩm hách, ai nấy cũng ăn mặc chỉnh tề. Thẩm Tuyền mặc một cái váy bó sát màu vàng mơ, cô cầm túi sách nhỏ, kéo tay Mạc Điềm ra cửa. Bên Trung Quốc, ngoài phù dâu thì còn có hội chị em, nhiệm vụ chủ yếu là để tạo bầu không khí sôi nổi, tạo độ khó cho chú rể và đoàn phù rể trong phần đón dâu, hoặc giúp đỡ nhà gái khi đón khách khứa. Lúc này, đoàn xe rước dâu đã đi được hơn nửa tiếng. Xe của nhà họ Thẩm và xe nhà họ Nhiếp gặp nhau trên đường, cả thảy bốn chiếc xe cùng chạy tới sơn trang nhà họ Văn chưa tới sơn trang đã thấy một loạt các xe chạy vào trong cũng có không ít người quen mạc điềm thấy cảnh này lại nhớ tới hôn lễ hồi đầu năm sắc mặt bà không khỏi lạnh đi khẽ siết tay con gái khi đó đám cưới được cử hành ở khách sạn lớn nhất dưới trướng nhà họ văn từ trang trọng quý phái cho đến những thứ khác đều rất tốt nhà họ văn quả đã làm nhà họ thẩm nở mày nở mặt tất cả khách mời ai cũng phải suýt xoa về độ xa hoa của hôn lễ khoảnh khắc thẩm tuyền và văn trạch lệ trao nhẫn rất nhiều người đều cảm thấy hai người rất xứng đôi. Lúc ấy, ngay cả Mạc Điềm cũng thấy vậy, rất xứng đôi, bà mong sao tình cảm hai đứa trẻ càng ngày càng đậm sâu. Ai mà có ngờ, mọi thứ đã hoàn toàn tan vỡ trong đêm tân hôn hôm ấy. Mạc Điềm càng nghĩ, sắc mặt càng lạnh đi. Thẩm Tuyền nhìn mẹ một cái, lờ mờ đoán ra được bà đang nghĩ gì, cô khẽ nói, mẹ, sắp xuống xe rồi. Hôm nay là ngày vui mà. Mạc Điềm nhìn con gái, mẹ biết rồi dứt lời, bà căm tức lườm thẩm tiêu toàn ngồi trên ghế phụ một cái. Thẩm tiêu toàn bất lực, được rồi, chuyện quá khứ rồi thì cho qua đi, nhà họ thẩm sẽ bảo bọc bé tuyền suốt đời. Mạc Điềm, anh em nhà họ văn chả có đứa nào tử tế cả. Bà điều chỉnh lại biểu cảm. Trước đây đáng ra không nên mù quán chọn nhà họ văn. Thẩm tiêu toàn nhìn bà một cái, không phải hồi trước chính bà cũng thấy nhà họ văn tốt à. Mạc Điềm tức khắc cứng họng ai biết được bên ngoài vẻ đẹp nên thơ bên trong thì thối nát hoang sơ chứ thẩm tiêu toàn cười được rồi cuối cùng xe cũng đã tới trong sơn trang đã đầy khách khứa người nào cũng chăm chăm nhìn ra bên ngoài trong tứ đại gia tộc thủ đô nhà họ tiêu đã tới gia tộc giàu có mới nổi nhà họ cố cũng đã tới hiện tại chỉ còn lại nhà họ thẩm và nhà họ nhiếp doanh nghiệp gia tộc từ khắp các vùng miền đều chờ tới tham dự hôn lễ Ngoài để mừng chuyện vui ra thì ai mà không mong được nói chuyện dăm ba câu với mấy gia tộc này chứ. Này, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhiếp cũng sắp. Còn chưa nói hết lời, đã có người cất tiếng, "Mau nhìn kìa, nhà họ Thẩm và nhà họ Nhiếp tới cùng nhau đấy." "Hả, cùng tới sao?" Rất nhiều người chạy ra ngoài tiếp đón. Hai nhà này tham gia hôn lễ thôi mà cũng phải đi cùng nhau cơ à, quả nhiên, xe của hai nhà chậm rãi dừng lại trước cửa, sau đó cùng xuống xe, chào hỏi nhau rồi đi vào điều bất ngờ nhất là thẩm tuyền và nhiếp thừa lại đi chung với nhau một mỹ nhân xinh đẹp khiến người khác phải rung rinh một chàng trai thì lại lịch sự tuấn tú cả hai cùng bước vào lập tức hút lấy ánh nhìn của mọi người thẩm tuyền hơi cúi đầu nghe nhiếp thừa nói chuyện đôi môi khẽ mỉm cười mẹ nhiếp thừa thì càng khỏi nói bà đi cùng với mẹ thẩm có phải sắp có chuyện vui của nhà họ thẩm và nhà họ nhiếp rồi không gần như ánh mắt của mọi người như có như không nhìn về phía đại thiếu điển trai lạnh lùng của nhà họ văn. Anh đứng ở vị trí trung tâm, nhận lấy điếu thuốc cố trình đưa cho, ánh mắt hung hăng nhìn hai người kia. Câu nói sắp có chuyện vui của người kia khiến cho đầu ngón tay cầm thuốc lá của văn trạch lệ thoáng cái đã trắng bệch. Chương 42 Edit, bún thịt nướng Bầu không khí lúc này thật sự vô cùng vi diệu, nhà họ thẩm và nhà họ nhiếp cùng nhau tới tham dự hôn lễ, hành động này vốn đã có ý sâu xa, lúc vào cửa thẩm đại tiểu thư và thiếu gia nhà họ nhiếp cũng đi cùng nhau khiến cho mọi người càng có ý nghĩ sâu xa hơn bình thường mà nói chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của những vụ hóng hớt chứ còn chưa nói tới hôm nay vốn là tới tham gia hôn lễ của nhị thiếu nhà họ văn ai mà chẳng biết tiểu thư nhà họ thẩm và đại thiếu gia nhà họ văn vừa mới cưới năm ngoái rồi lại ly hôn với tốc độ vô cùng nhanh chóng bầu không khí lúc này không kỳ quái mới là lạ thẩm tuyền tiến tới ôm lấy trần y chúc mừng Trần Y cười cười, liếc Văn Trạch Tân ở bên cạnh một cái, khuôn mặt điển trai của Văn Trạch Tân mang theo nụ cười thờ ơ, cảm ơn chị Tuyền. Thẩm Tuyền lạnh nhạt gật đầu một cái. Cô quay đầu nhìn Trần Y, hôm nay Trần Y quả thật rất đẹp. Vẻ đẹp của Trần Y là kiểu đẹp dịu dàng, điềm đạm. Giống như tính tình của cô ấy vậy, vừa dịu dàng nhưng cũng rất thông suốt. Thẩm Tiêu Toàn bước tới xoa xoa đầu cô ấy, cháu gái, tần hôn vui vẻ nhé. Sau đó Thẩm Tiêu Toàn rút ra một chiếc lì xì của nhà họ Thẩm, là một tấm chi phiếu 800 vạn. Trần Y vội vàng nói, cảm ơn bác trai. Văn Trạch Tân cũng nói theo, cảm ơn Thẩm Đổng. Thẩm Tiêu Toàn gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Văn Trạch Tân, đối xử tốt với con bé đấy nhé. Văn Trạch Tân nở nụ cười rồi đáp lại một tiếng vâng. Thẩm Tuyền liếc nhìn Văn Trạch Tân một cái, ra hiệu cho Trần Y rằng mình vào trong trước. Trần Y lập tức xua tay. Cô ấy hiếu kỳ liếc nhìn nhiếp thừa bên cạnh thẩm tuyên. Hôm nay ông cụ nhiếp cũng đến, đặt tiền mừng xuống. Nhà họ nhiếp và nhà họ trần không thân quen gì cho nên hôm nay ông cụ nhiếp đến là vì nhà họ văn. Ông cụ nhiếp cười to, chỉnh lại cổ áo cho văn trạch tân, thành gia lập nghiệp mới là chuyện quan trọng. Văn trạch tân mỉm cười, ông ngà, để con đưa ông vào trong. Ha ha, không cần. Nhưng văn trạch tân vẫn đưa ông vào, cả đoàn người tiếp tục đi vào bên trong người đàn ông cao lớn cũng rời khỏi vị trí trung tâm mà bước về phía bên này thản nhiên đứng chắn trước mặt thẩm tuyền ánh mắt anh chăm chú nhìn thẩm tuyền mấy giây rồi mỉm cười với thẩm tiêu toàn bác trai bác gái để con dẫn mọi người vào chỗ sau đó văn trạch lệ dựa sát tới ánh mắt của đám khách khứa xung quanh đồng loạt nhìn về phía bên này người nào người nấy đều đang hóng ra ma không cần chúng tôi biết đường rồi mạc điềm vẫn còn tức ngoài thì cười nhưng trong lòng thì tức nói văn trạch lệ nở nụ cười theo lý thì con vẫn phải dẫn nhà họ thẩm ngồi ở bên này ạ à. anh hơi nghiêng người chỉ ra vị trí cái bàn đặt song song bên cạnh bàn chính trên mặt bàn để chữ thẩm là vị trí dành cho nhà họ thẩm thẩm tiêu toàn ôm lấy bả vai vợ mình nói đi thôi thẩm tuyền cũng kéo mẹ đi ở chỗ này nhiều người mạc điềm hừ lạnh một tiếng khách khứa xung quanh cũng nhìn ra được mẹ thẩm không vừa lòng với văn đại thiếu bắt đầu xì xào thì thẩm vào tay nhau. Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc, rủ mắt nhìn thẩm tuyền. Hôm nay thẩm tuyền mặc chiếc váy cổ chữ với màu mơ tay phối cùng một người sợi dây chuyền, cả người toát ra khí chất vô cùng xuất chúng. Nhưng cô lại chẳng thèm liếc Văn Trạch Lệ một cái. Trong lòng Văn Trạch Lệ hơi khó chịu. Đúng lúc này, Mạc Điềm lại lẩm bẩm, chỗ của nhà họ thẩm và nhà họ nhiếp cách nhau xa quá, đã là tứ đại gia tộc thì phải ngồi cùng nhau chứ nhà họ văn các cậu sắp xếp thế này thì bất tiện quá. Văn Trạch Lệ cắn răng, anh nhẫn nhịn, ở giữa phải để lại đường đi cho người mới à. Mạc Điềm, thế à thế để chúng tôi ngồi với nhà họ nhiếp ở bên kia cũng được, sao cứ phải sắp xếp ngồi cạnh nhà cậu thế. Ngồi cạnh nhau thế này không biết lại bị bao người đồn ra nói vào. Văn Trạch Lệ bị Mạc Điềm nói cho một trận như trút nước. Đầu lưỡi anh chọc vào má, không nói nửa lời. Tất cả là do anh sắp xếp mà lời mạc điềm nói cũng khiến anh cảnh giác thẩm tuyền và nhiếp thừa anh liếc mắt nhìn về phía thẩm tuyền cô chỉ khoác tay mẹ mình không hề nhìn anh mọi người xung quanh cũng nghe thấy lời trách cứ của mẹ thẩm trong lòng thầm nghĩ mối quan hệ của nhà họ thẩm và nhà họ văn có tốt thế nào đi nữa cũng xuất hiện vết nứt nhưng gần đây hai nhà văn thẩm cũng hợp tác nhiều rất nhiều người nghĩ đến đây lại càng cảm thấy kính nề thẩm tuyền một nữ tổng tài đầy khí thế mạnh mẽ Nói thật thì hiện tại nào có cô gái nào làm được như vậy? Quá lý trí, quá bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không vì tình cảm của bản thân mà gây ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc. Đi đến chỗ ngồi của nhà họ thẩm sẽ không tránh khỏi việc phải chào hỏi bố mẹ và chú nhỏ nhà họ văn. Hôm nay chú nhỏ nhà họ văn cũng là trung tâm của các cuộc trò chuyện. Anh ta khoác vai văn trạch lệ, nhỏ giọng nói, vợ trước của con xinh đẹp như này mà con lại chịu ly hôn à. Văn trạch lệ nghiến răng, hừ hối hận rồi hả văn trạch lệ không nói gì chỉ đẩy tay anh ta ra hôm nay nhà họ văn là chủ nhà thẩm tiêu toàn dẫn thẩm tuyền đi chào hỏi người nhà họ văn rồi quay về chỗ ngồi của nhà mình sau khi ngồi xuống lại có mấy người liên tục tới bắt chuyện nhiếp tư nhiếp thừa và bố mẹ nhiếp bên kia cũng tới đây chào hỏi bố mẹ chú nhỏ nhà họ văn nhắc tới chuyện của nhiếp soái mẹ nhiếp có chút buồn bã nói thằng bé bây giờ đang tiếp nhận điều tra chú nhỏ văn nói Nghe nói nhà họ Liễu ở Lê Thành cũng giúp đỡ đôi chút cả. Mẹ Nhiếp gật gật đầu, đúng vậy. Bố Nhiếp bình tĩnh, nó sẽ ổn thôi. Chú nhỏ Văn, chắc là không có chuyện gì đâu. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của chú nhỏ Văn, tâm trạng mẹ Nhiếp mới tốt hơn một chút. Sau khi bọn họ trò chuyện xong thì lại quay sang bàn của Thẩm Tuyền, không hề nóng lòng muốn rời đi. Nhất là Nhiếp Thừa, anh ấy đứng phía sau Thẩm Tuyền, nhỏ giọng trò chuyện với cô đầu ngón tay thẩm tuyền lơ đãng nghịch bông tai, quay đầu nói chuyện với nhiếp thừa. Văn trạch lệ tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn. Đôi chân dài của anh vắt chéo, tay nhét vào trong túi quần, thái độ kiêu ngạo tự cao, ánh mắt không hề giấu giếm. Một đám đang hóng drama đều cảm thấy bất ngờ. Chuyện gì vậy trời? Hình như từ lúc thẩm đại tiểu thư và nhiếp thiếu vào đây, ánh mắt của văn thiếu vẫn luôn theo sát hai người này, hơn nữa sắc mặt còn không mấy dễ chịu bố mẹ Văn đứng dây đi tiếp đãi khách. Sau khi quay lại, Lâm Tiếu Nhi nói với chồng mình, em nghe nói hình như Thẩm Tuyền và Nhiếp Thừa Định ở bên nhau thật đấy. Văn Tụng Tiên nhíu mày, thật sao? Lâm Tiếu Nhi, thật mà. Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn Thẩm Tuyền. Xung quanh càng ngày càng nhiều người nói chuyện về nhà họ Thẩm và nhà họ Nhiếp, vô cùng nhiều, một câu hai câu ba câu, ánh mắt Văn Trạch Lệ ngày càng lạnh đi. Mà lúc này, lễ cưới cũng sắp bắt đầu thẩm tuyền uống nhiều nước cô cầm giấy ướt lên lau tay nói một tiếng với mẹ rồi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh cô vốn đã xinh đẹp lại thường xuyên là nhân vật chính trong các cuộc trò chuyện trên đường tới nhà vệ sinh có rất nhiều người cứ nhìn cô cô bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót thỉnh thoảng hơi nghiêng người gương mặt vừa lạnh lùng lại vừa xinh đẹp vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn xong thì đi ra rửa tay nhà vệ sinh cực kỳ yên tĩnh cô rửa tay xong bèn cầm khăn giấy lên lau tay vừa ngước mắt lên đã thấy người đàn ông đang đứng tựa vào cửa. Cổ áo hơi mở, áo sơ mi trắng tôn lên sự kiêu ngạo, sự ngông cuồng và kiêu căng không thể nào che giấu trên người anh. Thẩm tuyền vứt khăn giấy đi, rồi xoay người đi về phía cửa. Văn trạch lệ lại bước vào, đôi chân dài vung ra, đóng cửa lại. Anh nắm lấy cánh tay cô, ép sát cô lên trên tường, nhìn cô chầm chầm, nhà em với nhà họ nhiếp có ý gì đấy. Thẩm tuyền nhìn anh trong hơi thở ngập mùi hương mang tính xâm lược rất mạnh trên người anh không phải anh nghe thấy rồi sao thẩm tuyền em dám văn trạch lệ nắm lấy cầm cô gầm nhẹ một tiếng thẩm tuyền lạnh nhạt nhìn anh có gì mà tôi không dám kết hôn rồi lại ly hôn chóng vánh giờ lại kết hôn thẩm tuyền cô có gì mà không dám chứ quai hàm của văn trạch lệ căng cứng đầu ngón tay dùng sức thẩm tuyền không phải em muốn chơi đùa với anh à anh cho em chơi thỏa chuyện liên hôn em đừng nhắc tới nữa, cũng đừng nghĩ tới nó nữa. Thẩm tuyền, tại sao tôi phải vì anh mà bỏ mặt lợi ích gia tộc chứ? Trong lòng văn trạch lệ chấn động. Anh hung hăng nhìn cô, em vì lợi ích gia tộc. Vậy lúc đầu em không nên ly hôn với anh. Tôi ly hôn với anh là tác thành cho anh mà. Văn Trạch Lệ chỉ cảm thấy bản thân tức phát điên, anh nắm chặt cổ tay cô, bên ngoài vang lên tiếng nhạc, đó là khúc nhạc dạo để cô dâu chú rể bước vào quen thuộc tới vậy mà xa lạ tới thế. Lúc này Văn Trạch Lệ hối hận muốn chết. Anh áp sát Thẩm Tuyền, ôm cô vào trong lòng, vành mắt đỏ hoe như máu như nước mắt. Thẩm Tuyền, chúng ta tái hôn đi, anh xin em. Anh xin em. Anh xin em. Thẩm Tuyền nghiêng đầu, ngập trong hơi thở của cô là mùi hương đến từ cổ áo anh. Đôi môi đỏ của Thẩm Tuyền khẽ nhếch lên, khẽ nói vào tai anh, không đến phiên anh quyết định. Anh cũng đã từng có cơ hội đó thôi lễ cưới hôm nay cô dâu chú rể cũng là nam thanh nữ tú diện mạo tuyệt vời bố trần nắm tay con gái bước lên sàn chữ t bốn phía là ánh đèn lấp lánh bóng đèn này được khảm kim cương cả nên vô cùng rực rỡ toàn bộ ánh sáng ở đại sảnh đột nhiên tối đi trong đám người thẩm tuyền bước đi trên giày cao quay về chỗ ngồi của nhà họ thẩm mà văn trạch lệ vốn dĩ nên quay lại lại không quay về chỗ ngay mà lại đứng tựa vào cầu thang xoắn ốc hút thuốc Mạc Điềm khều khều tay con gái, đi đâu mà lâu vậy con? Thẩm Tuyền khẽ trả lời, nghe điện thoại à? Mạc Điềm liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, vốn dĩ Thẩm Tuyền đâu có cầm theo điện thoại theo. Bà nhìn gương mắt xinh đẹp của con gái mình, rồi lại liếc mắt nhìn phía sau một cái. Vô tình bắt gặp một đôi mắt hẹp dài. Đôi mắt ấy tựa như một con sói. Mạc Điềm kinh ngạc, thu lại ánh nhìn, mấy phút sau lại cảm thấy gương mặt của người đó hơi quen nên lại quay lại nhìn nhưng chỉ thấy Văn Trạch Lệ kéo ghế ra ngồi. Lúc này Mạc Điềm mới nhận ra, mới nãy người đàn ông đứng hút thuốc ở bên kia là Văn Trạch Lệ. Bà hư lạnh một tiếng rồi quay đầu lên. Văn Trạch Lệ nghe được tiếng hư đó của bà, đầu ngón tay hơi sững lại. Trên sân khấu, Văn Trạch Tân đỡ lấy tay Trần Y, kéo cô đến trước mặt mình. Hai người nhìn nhau, dưới ánh đèn này, nhìn có vẻ hai người đang nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm. Chỉ là Văn Trạch Tân vẫn là dáng vẻ thờ ơ như trước. So với sự hồi hộp của Trần Y thì anh ta thông dong hơn rất nhiều. Hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Uống rượu giao bôi. Uống xong toàn hội trường đồng loạt vỗ tay. Có người còn hét to hôn nhau đi. Văn Trạch Tân ôm lấy eo Trần Y, cúi đầu xuống hôn cô ấy. Vô cùng thuần thục, khiến cho mọi người hét chói tai. Nhưng Thẩm Tuyền lại nhìn với vẻ mặt rất lạnh nhạt. Tối hôm hôn lễ của cô và Văn Trạch Lệ chỉ mới chạm môi mà mọi người đã hò hét. Còn Văn Trạch Tân và Trần Y, hai người vốn đang yêu đương lại không giống vậy. Màn quẩy rượu tiếp theo mới là màn tuyệt vời, đôi vợ chồng xuống sân khấu đi mời rượu từng bàn. Mời đến bàn thẩm tuyền thì náo loạn tới mức cô bị đẩy xuống phía sau mấy bước. Từ bên cạnh có hai cánh tay đồng thời vươn ra, một trái một phải túng chặt lấy cô. Mọi người xung quanh đồng loạt tản ra bên cạnh, thấy một màn như vậy đều ngây người. Nhiếp thừa kéo lấy tay trái thẩm tuyền văn trạch lệ ngồi trên ghế nắm lấy cánh tay phải thẩm tuyền cánh tay anh còn vòng qua cả eo của cô bầu không khí trong hội trường bỗng chốc im lặng đôi mắt văn trạch lệ vẫn còn ửng đỏ nhìn nhiếp thừa chằm chằm như một con sói nhiếp thừa cũng nhìn anh không hề nhượng bộ lúc này có người nhỏ giọng nói thẩm đại tiểu thư sẽ đẩy ai ra nhỉ vừa dứt lời thẩm tuyền rút tay ra khỏi tay văn trạch lệ sau đó đứng thẳng dậy mọi người cánh tay văn trạch lệ buông thõng siết chặt thành nắm đấm tác giả có lời muốn nói bán tiệc bạch thái rung chân cuối cùng cậu cũng biết mình chẳng quan trọng chút nào rồi đấy chương 43 mươi ba edith alicia phía bên kia nhiếp thừa thấy thế cũng buông tay ra tất nhiên thẩm tuyền đã vờ vô tình rút ra rồi cô cầm ly rượu lên bình thản cùng ly với văn trạch tân và trần y sắc mặt nhàn nhã nói hạnh phúc trăm năm sớm sinh quý tử. Trần y má hồng hay hay. Văn Trạch Tân bật cười, nghiêng đầu lén nhìn anh trai mình một cái. Cổ áo của người đàn ông hơi hé, ngón tay thong dài cầm ly rượu, tay còn lại gác lên lưng ghế. Trừ đôi mới cưới ra thì lúc này, Văn Trạch Lệ đã biến thành trung tâm của các cuộc trò chuyện. Ánh mắt hóng ra ma từ tứ phía đổ dồn về phía anh. Mọi người đều nhìn ra được anh đang không vui. Sau khi kính rượu nhà họ thẩm xong, đoàn người tiếp tục đến bàn sau là bàn nhà họ tiêu bàn tiếp theo nữa là nhà họ nhiếp thẩm tuyền nhìn đoàn kính rượu đã đi xa rồi ngồi xuống nhiếp thừa vẫn chưa đi ngay mà ngồi xuống cùng cô anh ấy hỏi em vẫn uống được nữa à thẩm tuyền nghiêng đầu nhìn anh ấy đáp được chứ tửu lượng của cô ấy tốt hơn anh nhiều giọng nói âm u của người đàn ông từ phía sau vang lên nhiếp thừa quay đầu lại nhìn nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của văn trạch lệ nhiếp thừa hơi lúng túng, anh ấy nhìn thẩm tuyền, vậy em ăn thêm chút gì đó để lót dạ đi. Thẩm tuyền gật đầu, ừm, anh cũng vậy. Nhiếp thừa ngại ngùng cười, anh sợ say nên đã ăn trước rồi. Thẩm tuyền, nếu sợ say thì anh đừng uống nhiều quá. Lúc người khác mời rượu, anh có thể nói chuyện lâu một chút. Vậy à được. Nhiếp thừa vẫn hơi xấu hổ, lập tức trả lời lại lời thẩm tuyền. Thẩm tuyền chỉ cười rồi cầm chai rượu rót thêm một ly khẽ nhấp một ngụm. Hoa tai của cô rung rinh theo động tác vừa rồi, làm nổi lên màu da trắng ngần đằng sau tai. Nhiếp thừa không đi ngay, anh ấy ngồi đó trò chuyện đôi ba câu với thẩm tuyền. Văn trạch lệ rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, ánh mắt nguy hiểm nhìn hai người đang thản nhiên nói chuyện kia. Lúc này, anh như thể là kẻ dư thừa, văn trạch lệ chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và đau đớn như thế. Lòng ghen tị trào dân khiến anh phát điên. Chú Úc văn vỗ bả vai anh, đi đỡ cho trạch tân đi nó sắp say rồi văn trạch lệ lau rượu trên khóe môi cầm cốc đứng dậy đôi mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của hai người kia anh bước tới chỗ văn trạch tân một tay đỡ lấy anh ta thu lại toàn bộ những cảm xúc kia anh nhướng mày chen vào đám người mỉm cười đẩy ly rượu tới trước bác lý con mời bác ôi chao văn đại thiếu ha 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 sao uống thay vậy được ngày đại hôn phải để chú rể tự mình uống chứ Văn Trạch Lệ không đợi bọn họ phản ứng đã ngửa đầu uống trước một ly, khiến mọi người tấm tắc khen ngợi. Anh Nhiên đầu lườm Văn Trạch Tân một cái, đi đổi rượu đi, mày uống rượu thật làm gì? Văn Trạch Tân khụ một tiếng, cười bảo, vâng. Sau đó anh ta ra chỗ khác đổi rượu. Văn Trạch Lệ lại uống thay Văn Trạch Tân mấy lượt nữa mới để cái ly lại rồi quay về chỗ cũ, anh vừa kéo cổ áo vừa nhìn về phía bàn nhà họ thẩm. Quả nhiên hai người họ vẫn đang trò chuyện, chỉ là lúc này có không ít người đang đứng ở đó nói chuyện với thẩm tuyền còn tên nhiếp thừa kia thì vẫn bám dai như đĩa đói ở đó ánh mắt của văn trạch lệ lập tức lạnh hẳn đi mấy giây sau anh cầm một cái ly mới xách thêm một chai rượu đi tới đó khẽ cụng ly với nhiếp thừa nhiếp thừa ngớ người ngẩng đầu nhìn lên văn trạch lệ cầm ly rượu một tay khoác lên lưng ghế đôi môi nở một nụ cười lạnh nhiếp thiếu tôi kính anh người đến mang theo ý chẳng tốt lành gì nhiếp thừa nhận ra ngay anh ấy theo phản xạ nhìn thẩm tuyền một cái thẩm tuyền đang bị mấy người vây quanh bắt chuyện cô thờ ơ lướt mắt qua đây gương mặt lại không hề có biểu cảm gì mà nhìn về chỗ cũ nhiếp thừa khựng lại anh ấy nhìn văn trạch lệ rồi nâng ly rượu của mình lên tôi cũng kính anh văn trạch lệ liếm môi ngửa đầu uống cạn đôi mắt hẹp dài hiếp lại nhún đầy sự hung hăng anh nhấc bình rượu lên rót thêm cho nhiếp thừa rượu này là rượu mạnh được nhập khẩu từ Nga. Nhiếp thừa ngập ngừng vài giây, liều mình cũng ly với anh rồi uống sạch. Văn Trạch Lệ bật cười, tử lượng của nhiếp thiếu cũng tốt đấy. Cổ họng nhiếp thừa nóng rác, anh ấy ho nhẹ một tiếng, không bằng văn thiếu được. Đến giờ, mặt văn trạch lệ vẫn không đổi sắc. Nhiếp thừa biết mình chẳng thể uống lại văn trạch lệ được. Văn trạch lệ cầm chai rượu lên, nghiêng đầu đổ đầy tiếp cho nhiếp thừa. Hôm nay là ngày vui, không say không về khu mặt anh góc cạnh rõ ràng, động tác rót rượu mang theo cảm giác lưu manh, song khí thế lại đè bẹp nhiếp thừa. Nhiếp thừa nhíu mày, nghe bốn chữ không say không về xong thì có hơi bất lực, nhưng rượu đã vào ly, không uống cũng phải uống. Văn Trạch lệ nhìn nhiếp thừa gắng gượng thì nhướng mày. Đôi chân dài của anh kéo lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống, anh khẽ cười nói, vì tùy nhi, nhiếp thiếu đúng là bất chấp nguy nan ha. Câu nói rít ra từ kẻ răng. Tuyền nhi nhiếp thừa nghe thấy kiểu xưng hô này bèn liếc văn trạch lệ một cái. Nhiếp thừa đã có chút chén choáng, anh ấy cũng ngồi xuống, chỉ thấy cổ họng nóng như lửa đốt, vì đàn em, uống chút ít cũng không sao. Đàn em! Đàn em! Ha 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 ha! Văn trạch lệ lại rót tiếp, thế thì không say không về. Nhiếp thừa khó chịu lắm rồi, anh ấy nhìn về phía thẩm tuyền. Thẩm tuyền đang cùng ly với người ta, miệng nhỏ mím lại, cúi đầu cười mỉm mặt mày xinh đẹp cô không nhìn sang bên này lúc nói chuyện ung dung bình tĩnh rượu trong ly chẳng bao giờ vơi hất ly này đến ly khác ngoại trừ làn da hơi ửng hồng thì trông có vẻ không say chút nào văn trạch lệ cười lạnh nhìn cái gì định chờ cô ấy tới cứu anh hà anh hèn quá rồi đấy nhiếp thừa thu hồi tầm mắt nhìn về phía văn trạch lệ lạnh lùng nói tôi sợ cô ấy uống say tôi vốn nên giữ tỉnh táo mới đúng hà tinh thần hiệp sĩ nhỉ? Văn Trạch Lệ cười khẩy, ngửa cổ nóc cạn. Cơn ghen tức cuồn cuộn khiến đầu anh đau nhức, chỉ hận không thể bóp hơ ba tê nhiếp thừa, khiến tên đó biết mất khỏi thế gian này. Nhiếp thừa lại uống một hớp lớn, cơ thể anh ấy không chịu nổi nữa bèn tựa vào lưng ghế nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền vẫn điềm tĩnh như cũ, không thể nhìn ra được cô đã uống bao nhiêu. Văn Trạch Lệ cạn tiếp một ly, anh không xứng với cô ấy. Chú thì xứng sao? nhiếp thừa kích động, hỏi lại. Văn Trạch Lệ cầm ly rượu trong tay, không động đậy, một lúc lâu sau vẫn chưa cất tiếng. Anh nuốt rượu trong miệng xuống. Rượu cay xé lòng. Đám người hóng hớt xung quanh cũng chú ý tới hai tên tình địch này, một tối mà uống nhiều tới thế. Bên cạnh là nhiếp thừa đã say ngất ngay, Văn Trạch Lệ chăm thuốc bỏ vào miệng, nhìn về phía thẩm tuyền gần đó. Cô tựa vần trăng được ngàn sao ôm ấp, cười cười nói nói nhâm nhi men nồng thẩm tuyền đặt ly rượu xuống quay người lại mới nghe thấy thường tuyết chen chúc vào từ trong đám người nói với cô nhiếp thiếu say rồi đang nằm vật ở đó kìa thẩm tuyền ngước mắt nhìn qua quả nhiên thấy được nhiếp thừa đang ngã lên lưng ghế bên cạnh là nhiếp tư đang vỗ vỗ vào mặt nhiếp thừa thường tuyết nói tiếp ban nãy văn thiếu cứ rót rượu cho anh ta đã biết anh ta không uống được còn cố rót lòng dạ xấu xa bù lại văn thiếu cũng uống nhiều lắm chỗ ngồi tối nay của thường tuyết nằm ở phía sau cho nên hóng được nhiều drama nhất. Nói thật, rất nhiều người nói drama giữa văn đại thiếu gia, thẩm đại tiểu thư và nhiếp thiếu gia là đặc sắc hơn cả. Thẩm tuyền, ừ. Thường tuyết liếc nhìn thời gian, muộn rồi. Thẩm tuyền, gia đình cậu phải về hả? Thường tuyết, ừm, mình về trước đây, bố mẹ mình không thức đêm được. Cô ấy khoác thêm cái áo choàng cho thẩm tuyền. Thẩm tuyền nói một tiếng cảm ơn, thường tuyết vẫy tay, xuyên qua đám đông rồi đi mất ra tới cửa, cô ấy bỗng nghe được tiếng xì xầm của vài người ở đó. Cái cô thẩm đại tiểu thư kia lạnh như cục đá, không hiểu sao lại có hai tên đàn ông ghen ăn tức ở nhau vì cô ta. Đám đàn ông này bị mù hết rồi. Còn phải nói, văn thiếu vốn đã biết nhiếp thừa không uống được còn một hai rót rượu cho người ta. Thế mà nhiếp thừa cũng chịu uống, kết quả thẩm tuyền lại chẳng có tí ti phản ứng nào, cứ như không liên quan tới cô ta vậy. Đúng đúng đúng, có được vẻ ngoài đẹp thì có ích gì, lạnh như cục đá ấy, chật. Cuộc đời của Thẩm Tuyền thường xuyên gặp phải những lời công kích như vậy, toàn là bởi tích cách của cô. Sắc mặt của Thường Tuyết lập tức tối sầm lại, cô ấy bước tới, thẳng thắn đứng chặn trước mặt hai người kia. Ha! Là hai vị tiểu thư con nhà giàu, trong đó có một người Thường Tuyết nhìn mãi, à, là bạn cùng phòng thời đại học của Lam Thấm. Hai vị tiểu thư kia kinh ngạc, hốt hoảng nhìn Thường Tuyết. Thường Tuyết chỉ thẳng tay vào hai người họ, Hàng túi rơm mà cũng dám đòi so bì với thẩm tuyền cơ à. Sắc mặt hai cô ả à tái mét. Thường tuyết cười lạnh, văn trạch lệ ép rượu nhiếp thừa. Nhiếp thừa chịu uống thì liên quan gì tới thẩm tuyền? Lớn tướng hết rồi, còn định để người khác chịu trách nhiệm vì hành vi của mình nữa à? Còn cái gì mà cô ta không có phản ứng gì, làm như không liên quan tới cô ta? Ủa rồi cậu ấy cần phải làm gì đây hả? Xông lên để văn trạch lệ ép rượu mình ủa chứ không phải nhiếp thường người ta bằng lòng uống nha. Mồm khám thế thì đi đánh răng đi. Dứt lời, thường tuyết hết mặt, kéo bố mẹ nhà mình đi. Thứ phường đạo đức dẫm trên đời này đúng nhiều. Thẩm tuyền đi tìm mạc điềm. Tối nay mạc điềm uống không ít, ngà ngà say. Thẩm tiêu toàn không ở cạnh mạc điềm, thẩm tuyền lôi bà ra khỏi nhóm người kia, đỡ bà về bàn của nhà họ thẩm. Nhiếp thừa cũng được nhiếp tư dìu dậy, anh ấy vẫn đi được, chỉ là đầu rất choáng. Nhíp tư thấy thẩm tuyền, vội vàng gọi một tiếng, thẩm tổng. Thẩm tuyền gật đầu, cầm lấy đồ của mẹ mình rồi nhìn nhíp thừa một cái, anh ấy sao rồi? Say lắm rồi. Nhíp tư nói thêm, uống không được còn cố uống. Thẩm tuyền, về chuẩn bị ít canh giải rượu cho anh ấy. Được. Nhíp tư nói xong thì đỡ nhíp thừa đi ngay. Nhà của thẩm tuyền cũng ra về, thẩm lẫm bước tới đỡ lấy mạc điềm, thẩm hách cũng đã say khước, được thẩm tiêu toàn đỡ lấy cả nhà tụ họp lại đông đủ rồi thì đến tạm biệt bố mẹ nhà họ văn văn tụng tiên không uống được nên không uống rượu lâm tiếu nhi nhìn thẩm tuyền cười nói đi về cẩn thận nhé gì sắp xếp tài xế cho nhà con rồi đấy thẩm tuyền cảm ơn gì thẩm tiêu toàn trò chuyện với văn tụng tiên một lát sau đó cả nhà quay gót ra về bên ngoài thời tiết âm u gió thổi vào đại sảnh thẩm tuyền siết chặt áo choàng ở cửa đại sảnh mấy người đàn ông đang nói chuyện Thẩm Tuyền vừa ra tới, tiếng trò chuyện khựng lại, cô liếc nhìn một cái, Văn Trạch lệ tựa vào cây cột, một tay đút trong túi, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc theo gió bay ngược về sau, anh nheo mắt nhìn cô. Thẩm Tuyền gật đầu với bọn họ. Tiêu Nhiên ngồi xổng trên đất, nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang nơi khác. Cố Trình cười như không cười nhìn Văn Trạch lệ. Xe của nhà họ thẩm tới, vì mặt điềm say rồi nên Thẩm Tiêu Toàn đưa mặt điềm ngồi sang xe của mình thẩm lẫm nhét thẩm hách vào ghế sau, đang định mở cửa xe cho thẩm tuyền thì một bàn tay to khác đã nhanh hơn kéo ra. Thẩm tuyền ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng mùi thuốc lá, cô quay đầu lại nhìn. Văn trạch lệ cố ý tiến tới trước, ép sát cô. Sắc mặt của thẩm tuyền rất bình tĩnh, cô ngồi lên xe. Cửa xe đóng lại, tàn thuốc rơi lả tả. Thẩm lẫm đứng bên cạnh thấy cảnh này, anh nhướng mày. Một lúc lâu sau, anh vỗ vỗ vai văn trạch lệ, lần sau rảnh cho cái hẹn nhé. Văn Trạch Lệ không đáp, chỉ nhìn cửa kính xe dần dần nâng lên. Mãi đến khi sườn mặt của Thẩm Tuyền bị che khuất, cô vẫn không quay đầu nhìn anh lấy một cái. Thẩm lẫm chào hỏi đám tiêu nhiên, sau đó ngồi vào ghế phụ bảo tài xế khởi động xe. Hai chiếc xe của nhà họ Thẩm chậm rãi lần lượt rời khỏi sơn trang. Trăng xung quanh cu ẻ giăng cao ngút, bàn bạc giữa trời từ phương xa. Văn Trạch Lệ dõi theo một lúc lâu, Bỗng anh cầm điện thoại lên gọi cho tài xế. Đưa thẩm đại tiểu thư tới chỗ tôi. Chiếc xe phía trước chạy vào nhà họ Thẩm, chiếc xe phía sau theo sát. Sau khi dừng lại trước cửa, Thẩm lẫm xuống xe đỡ lấy Thẩm Hách đã say mềm, Thẩm Tuyền cũng mở cửa xuống xe. Quản gia và giúp việc nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Đêm giao thừa, nhà nhà treo đèn lồng, nhà họ Thẩm cũng ấm áp muôn phần. Thẩm Tuyền mới đi được vài bước thì điện thoại trong túi đã reo cô lấy ra bắt máy là người bên nhà họ văn gọi tới bảo thẩm tuyền để quên một chiếc điện thoại ở đó thẩm tuyền kiểm tra đúng là quên thật đó là điện thoại của công ty cô nói tôi quay lại lấy dù sao khoảng cách cũng không xa người ở đầu dây bên kia đáp một tiếng vâng thẩm tuyền quay người bước về phía chiếc xe kia tài xế chui ra hỏi thẩm tiểu thư còn việc gì ạ à? thẩm tuyền đưa tôi quay lại sơn trang Tài xế gật đầu, à vâng. Thẩm tuyền báo với người nhà một tiếng, và thế là xe lăn bánh, quay đầu rời khỏi nhà họ thẩm, có điều xe không chạy về phía sơn trang. Thẩm tuyền hít mắt nhìn chiếc xe chạy đến cao ốc 188. Cô đỡ tráng, trồng nháy mắt liền hiểu ra. Chiếc xe đổ lại trong hầm gara của cao ốc 188, tài xế khẽ nói, điện thoại của cô ở chỗ văn thiếu, lát nữa ngày ấy sẽ đưa cho cô. Nói rồi, tài xế mở cửa xe nhảy phát xuống rồi chạy biến. Thẩm Tuyền yên lặng ngồi trong xe. Mấy giây sau, cô nhấc chân lên chỉnh lại gót giày cao gót. Đúng lúc này cửa xe mở ra, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đã mở cúc cổ, cúi người xuống, đôi môi mỏng dán lên cổ cô, "Đêm nay chơi anh đi. Nha." Chương 44. Trang tứ giao. Vừa dứt lời, những nụ hôn như những cơn mưa phản phất hương rượu chạm vào cổ cô mang đầy lưu luyến. Thẩm Tuyền nới lỏng giày cao gót, vài giây sau, tay cô lần sờ đến cổ áo anh. Động tác của Văn Trạch Lệ hơi khựng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô. Vẻ mặt của người phụ nữ này thờ ơ, không hề bộc lộ ra điều gì, nhưng đầu ngón tay mảnh khảnh cứ lướt qua lướt lại chỗ kia, đôi mắt Văn Trạch Lệ sâu hơn vài phần, đêm nay em chọc anh tức chết luôn đấy. Thẩm Tuyền không nói lời nào, cô cởi hẳn giày cao gót, đạp chân lên ngực anh. Văn Trạch Lệ giữ chặt lấy một giây sau anh bế ngang người cô từ trong xe ra, đi thẳng lên tầng, vừa vào cửa đã đẩy cô nằm ra sofa rồi đè lên. Thắt lưng của thẩm tuyền trượt xuống. Kéo theo những nụ hôn nồng nhiệt. Đêm khuya tĩnh lặng, trên bầu trời của tòa cao ốc 188, máy bay không người lái đang đếm ngược. Tuy không có pháo hoa thật nhưng pháo hoa thông minh nổ tung trong không trung lại được AI trình diễn, đủ mọi màu sắc, tiếng trẻ con hò reo ở khắp nơi trong thành phố, một năm mới đã tới trên tấm kính của chiếc cửa sổ sát đất phản chiếu hai bóng người đang cuốn lấy nhau trên ghế sofa. cổ tay trắng nõn mảnh mai đeo một chiếc vòng tay kiểu cổ, ngón tay giữ chặt sofa, lúc lỏng lúc căng, ngón tay đã đỏ ửng. một lúc sau, một bàn tay lớn phủ lên bàn tay đó của cô, mười ngón đan nhau. điện thoại trên giường của thẩm tuyền chợt rung lên, cô vội nhìn qua, văn trạch lệ cầm lấy chiếc điện thoại kia ném sang một bên cái bột. năm mới tới, văn trạch lệ rút mặt vào cổ cô thầm thì năm mới vui vẻ thẩm tuyền quàng tay lên cổ anh ướt đẫm một mảng cô nhẹ nhàng đáp năm mới vui vẻ loáng thoáng anh thấy cô như mới hôn nhẹ lên cổ mình văn trạch lệ run lên đôi mắt hẹp dài ngước lên nhìn cô nãy em vừa hôn anh nhà thẩm tuyền ôm lấy cổ anh kéo anh xuống bình thản mà nói không có anh nhanh lên đi nào văn trạch lệ giao thừa qua đã hơn một tiếng Thẩm Tuyền bắt đầu ung dung mặc quần áo lại. Cô cầm điện thoại lên nhìn, là điện thoại từ nhà, cô gọi lại cho Thẩm Tiêu Toàn. Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Lẩm vẫn chưa ngủ, vừa để chờ cô vừa để Cao Đao. Mọi năm đều là người một nhà cùng đón Tết, cùng ăn cơm giao thừa rồi cùng xem TV, trò chuyện, đợi Cao Đao, đón chờ khoảnh khắc năm mới tới. Năm nay vừa hay văn trạch tân cưới vợ, coi như là vui càng thêm vui. Ở đầu bên kia, Thẩm Tiêu Toàn nghi ngờ hỏi con ở cạnh văn trạch lệ đấy à thẩm tuyền bình bình đáp vâng tối nay về không về ạ à. thẩm tuyền nói bố con cúp trước đây được mọi người chờ con sau khi cúp máy văn trạch lệ đã mang một ly sữa tới cho cô thẩm tuyền nhận lấy uống hết có một ly sữa và bụng dễ chịu hơn hẳn mùi rượu cũng không còn nồng nữa thẩm tuyền khoác thêm áo choàng toàn đứng dậy Văn Trạch Lệ lại đứng chắn trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, tối nay ở lại đây đi. Thẩm Tuyền, không. Văn Trạch Lệ giữ chặt eo cô kéo về phía mình, mắt nhìn cô chầm chầm, có phải nhà họ Thẩm và nhà họ Nhiếp có ý định liên hôn không? Hôm nay, anh đã hỏi vấn đề này tới lần thứ hai. Thẩm Tuyền dán sát lên cơ thể nóng bỏng của anh, anh đoán xem. Mặt Văn Trạch Lệ u ám, nghiến răng, Thẩm Tuyền, anh không cho phép. Thẩm Tuyền cũng nhìn anh, mắt cô trông như nước, không thèm để ý tới lời của anh. Bàn tay đang giữ chặt lấy eo cô của Văn Trạch Lệ ngày một căng chặt, chặt đến mức hai người dán sát vào nhau. Anh cười lạnh, anh biết, trong lòng em đã có tính toán. Người phụ nữ này vừa chơi anh, lại vừa tính kế vì lợi ích của gia tộc mình. Gần đây nhà họ nhiếp đang bức thiết, trong lòng cô có lẽ đã dao động từ lâu rồi. Cô không hề coi Văn Trạch Lệ anh ra gì. Đây chính là lý do vì sao cô chỉ bảo chơi đùa chứ không có đồng ý cho anh theo đuổi. Chơi thôi mà, rèn quyết benefit thôi mà. Không có quan hệ khỉ gió gì hết, anh căn bản không làm gì được cô. Người phụ nữ này thật tàn nhẫn. Văn Trạch Lệ cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ của cô, em nói xem, nếu em có thai thì còn có thể gả cho nhiếp thừa được không nhỉ? Thẩm tuyền mặc cho anh cắn mờ tê, vài giây sau, cô nghiêng đầu thì thầm vào tai anh, anh cảm thấy tôi sẽ để bản thân có thai hả? Thẩm Tuyền tôi đây nào có ngu như thế. Sau khi làm xong, bất kể có đeo bao hay không, cô đều uống thuốc. Văn Trạch Lệ bỗng siết chặt cánh tay lại, ngực phập phồng. Thẩm Tuyền, anh thét lên. Thẩm Tuyền, buông ra. Văn Trạch Lệ cắn răng, lại đẩy cô lên sofa. Thẩm Tuyền ngã ngồi xuống ghế sofa, cô nheo mắt, vài giây sau cô xoay người đè anh xuống sofa. Cổ áo của Văn Trạch Tân mở phanh, anh ôm eo cô, ngước mặt thêm lần nữa nhé thẩm tuyền đẩy anh ra không nói xong cô đứng dậy đi thẳng văn trạch lệ đuổi theo nắm lấy cổ tay cô lạnh lùng nói anh cảnh cáo em nếu em dám liên hôn với nhà họ nhiếp thật thì anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy thẩm tuyền gạt phăng tay anh đi vào thang máy cô đứng đó bình tĩnh mà dùng áo choàng che cánh tay của mình lại cô ngẩng đầu nhìn văn trạch lệ giọng nói lạnh nhạt văn thiếu anh có thấy tâm trạng bây giờ của tôi giống hệt tâm trạng của anh lúc đầu khi liên hôn không sắc mặt của văn trạch lệ lập tức trắng bệch anh vội vàng đưa tay ra chặn cửa nhìn cô đang đứng trong thang máy chằm chằm thẩm tuyền không sợ anh cô cười nhạt nói thật ra thì cảm giác này thích thật tôi hiểu được những gì mà anh toan tính rồi vài giây sau văn trạch lệ quỳ một gối xuống đất giữ chặt lấy cửa thang máy bé tuyền anh biết lỗi rồi mà Thẩm Tuyền nhìn anh. Một lúc sau, cô cúi người gỡ tay anh ra, đi ra khỏi thang máy rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi nóng bỏng của anh. Văn Thiếu, ngủ ngon nhé. Rồi cô lại quay về thang máy. Lần này thang máy nhanh chóng đóng lại. Thẩm Tuyền thờ ơ nhìn Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ quỳ một gối ở đó, đôi mắt hẹp dài nhìn cô chầm chầm mang theo sự hung hăng, hối hận và ngông cuồng. Anh biết là người phụ nữ này rất nhẫn tâm. Cũng rất ác độc cô có thể khiến mọi chuyện thành ra như này, không có gì bất ngờ. Thang máy chậm rãi đi xuống. Văn Trạch Lệ đứng lên. Anh lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua số trên thang máy rồi gọi vào số của Lâm Tập. Ngày sau đấy Lâm Tập đang chìm trong giấc mộng mơ màng nghe điện thoại, Văn Tổng. Văn Trạch Lệ lạnh lùng ngạo mạn cất giọng, tìm người theo dõi nhà họ thẩm và nhà họ nhiếp đi. Lâm Tập lập tức tỉnh táo, hả? À, vâng, được cả. Văn Thiếu lại bị cái gì kích thích vậy trời? Xuống đến dưới tòa nhà, xe của nhà họ Thẩm đã tới đón Thẩm Tuyền. Sau khi Thẩm Tuyền lên xe, cô ngồi dựa vào ghế, trong đầu thoáng qua bóng dáng người đàn ông quỳ một gối trên đất ban nãy. Xin lỗi. Ha. Xe về đến nhà. Thẩm lẫm thấy cô về, bèn mang cho cô một cốc sữa. Thẩm Tuyền đặt túi sang một bên, ngồi xuống sofa nói, em không uống đâu, nãy mới uống một cốc rồi. Thẩm Tiêu Toàn nhìn Thẩm Lẫm một cái, Thẩm Lẫm cười nói: Thế anh uống vậy, em muốn ăn gì thì bảo gì nấu cho em. Thẩm Tuyền, thôi ạ. À. Cô ngáp một cái. Thẩm Tiêu Toàn, mệt thì đi lên ngủ đi. Vâng. Thẩm Tuyền đứng dậy, quay người nhìn Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Lẫm. Bố, anh, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Hai bố con đồng thanh. Ngay sau đó cả ba người cùng bật cười. Thẩm Tuyền lên lầu. Nhưng váy cô mặc là kiểu trẻ vai, dù dùng áo choàng che cẩn thận vẫn có vài vết hôn bị lộ ra. Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Lẩm không nói gì cả. Thẩm Tiêu Toàn cũng chỉ có thể đưa ra góp ý cho những quyết định của con gái, Thẩm Lẩm lại thầm mắng văn trạch lệ. Thứ chó má, ly hôn xong mới tiếc, mẹ nó. Tuyệt giao. Mẹ nó chứ. Tốt nhất cậu nên bị em gái tôi chơi cho xoay vòng vòng. Thẩm lẩm là anh trai, càng hiểu rõ tính cách thẩm tuyền hơn ai hết. Cô thù rất dai, hơn nữa cô không chỉ khí thế mà còn ngang ngược ngông cuồng hơn cả. Nếu cô lựa chọn dây dưa với văn trạch lệ, vậy thì chắc chắn trong lòng cô đã ủ mưu. Lúc này, tin nhắn nhóm trong điện thoại vang lên tin tin tin. Chu Dương và Giang Úc từng đến thủ đô một lần cũng đã biết chuyện Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền dây dưa với nhau. Lần này Văn Trạch Tân kết hôn, Chu Dương và Giang Úc cũng tới, chỉ là hai người đến muộn. Bây giờ ở bên sơn trang đang nháo nhào cả lên, mọi người cũng đã xem được cảnh bộ dáng lấy lòng như chú cúng con kia của Văn Trạch Lệ. Chu Dương nêu ý kiến ở trong nhóm. Chu Dương, Văn Trạch Lệ, tao nghĩ mày nên học tập Giang Úc đi. Hứa điện, vải, học cái gì? Học cách quỳ à? Tiêu nhiên, quỳ. Cố trình, ha ha, đó không phải là phát minh của Giang Úc hay sao? Chu Dương, đúng, Giang Thái tự phát minh đấy. Thẩm Lẫm, quỳ á, trò quỳ này đếch có tác dụng với em gái tao đâu, trong lòng nó không hề dao động tí nào. Chu Dương. Đáng sợ ghê. Chu Dương, văn trạch lệ. Văn trạch lệ, kiếp thẩm lẫm ra ngoài đi. Thẩm Lẫm, bị anh đây nói trúng tim đen rồi à? Thẩm Lẫm, chú quỳ thật à ba nãy em gái anh ở chỗ chú, chú quỳ thật à. Chu Dương, ha ha ha, hóa ra là thật rồi. Thẩm Lẫm đã bị xóa khỏi nhóm. Thẩm Lẫm được Chu Giang mời vào nhóm. Ngủ một giấc tới khi trời sáng, chỉ thấy cả người bủng rủng. Thẩm Tuyền lật người nằm sấp trên giường, cơ thể trần trụi đầy những vết hôn, cô lười nhác tự người ra sau, hôm nay mùng một nên cô không ra khỏi nhà. Cô cầm điện thoại lên, đúng lúc Nhiếp Thừa gửi tin nhắn tới. Nhiếp Thừa, em dậy chưa? Thẩm Tuyền, dậy rồi ạ, à, đàn anh có đau đầu không? Nhiếp Thừa hết đau rồi người trong nhà đã nấu cho anh một bát canh giải rượu thẩm tuyền vậy thì tốt rồi nhiếp thừa may mà em nhắc nhiếp tư thẩm tuyền dạ gửi xong tin nhắn này thẩm tuyền bỏ điện thoại xuống nhưng lúc này điện thoại lại vang lên cô mở mắt cầm lên nhìn văn trạch lệ gửi voice cha tới văn trạch lệ em dậy rồi à thẩm tuyền chào buổi sáng văn trạch lệ anh đoán là em sẽ dậy tầm này mà. Văn Trạch Lệ, bé Tuyền. Thẩm Tuyền không trả lời, bỏ điện thoại xuống. Cô ôm lấy gối lại ngủ thêm một giấc, lúc thức dậy đã hơn 10 giờ, cô dậy đánh răng rửa mặt. Hiếm khi nhàn rỗi, cô ung dung mặc quần áo ở nhà rồi đi xuống lầu. Tối hôm qua Mạc Điền uống nhiều rượu quá, đang ngồi thượt trên sofa thở dài, canh giải rượu này không có tác dụng gì sức. Thẩm Tuyền đi tới, xoa xoa vai bà, lần sau mẹ đừng uống nhiều thế à thì hôm qua vui quá thẩm tuyền không nói gì thẩm tiêu toàn đi từ trên lầu xuống nhìn mặt điềm hừ lạnh một tiếng lần nào cũng thế không biết uống còn nóc cho lắm thẩm hách cũng đang đi xuống cùng nghe thấy câu này cậu trốn ngay và luôn thẩm tiêu toàn quay đầu nhìn cậu một cái thẩm hách thẩm tuyền mỉm cười cả nhà cùng vào phòng ăn ăn sáng ăn uống xong xuôi quản gia mang một cái hộp tới mọi người vẫn còn đang ngồi trên bàn hỏi cái gì thế quản gia nói với thẩm tuyền văn thiếu cho người mang tới à thẩm tuyền mở ra xem xem quản gia vâng một tiếng cuối người mở hộp bên trong đều là tạp chí tất cả đều là những cuốn mà thẩm tuyền đang siêu tầm có đủ hơn một trăm quyển có rất nhiều quyển vừa nhìn là biết đã được người khác siêu tập giữ gìn cẩn thận thẩm lẫm thấy vậy đó chẳng phải là tạp chí mà em thích sao thẩm tuyền vâng Cô cầm khăn giấy lau khóe môi, tiếng điện thoại vang lên, là một tin nhắn âm thanh. Cô click mở ra. Giọng nói trầm ấm khàn khàn của một người đàn ông vang lên, không phải em muốn siêu tầm tạp chí, anh siêu tầm tất cho em rồi đấy, tình nhiếp thừa đó sau này đừng hồng tặng cho em bất kỳ cuốn tạp chí nào của nhà xuất bản này. Cô mở loa ngoài. Cả nhà họ thẩm. Một lúc lâu sau. Mạc Điềm, Suy. Trường 45. Edit bún thịt nướng đống tạp chí này đa số đều đã rất cũ cho nên đều ố vàng không thì là bị móc meo do cất quá kỹ thẩm tuyền mặc quần áo ở nhà đeo bao tay ngồi xổm ở trong phòng khách nhỏ sắp xếp lại cùng với gì giúp việc tiếc là hôm nay không có nắng bên ngoài trời râm mát nên chỉ có thể đem đi hông hiệu quả không tốt bằng phơi dưới ánh nắng mặt trời hôm nay người trong nhà họ thẩm cũng không ra ngoài mà tập trung lại trong phòng khách nhỏ nhìn thẩm tuyền sắp xếp đóng tạp chí kia Mạc Điềm vô cùng ghét bỏ, tặng cái gì không tặng lại tặng mấy cuốn tạp chí. Thẩm tiêu toàn cười cười, nói, nhà chúng ta chẳng thiếu gì, thứ mà bé tuyền thiếu hơn cả là tình cảm. Mạc Điềm không nói gì nữa, bà quay người đi rót cho Thẩm Tuyền một ly nước trái cây. Thực ra Thẩm Tuyền từng này tuổi rồi, chưa từng có người đàn ông nào theo đuổi cô, vì theo đuổi cô mà huy động nhiều nhân lực như vậy. Nhưng gần đây thì khác, nhiếp thừa của nhà họ nhiếp có ý với Thẩm Tuyền, tên chồng của nhà họ Văn cũng để tâm đến cô, hai đại gia tộc trong tứ đại gia tộc ở thủ đô đều đang niềm nở tỏ ý với thẩm tuyền mặc dù mạc điềm rất không thích văn trạch lệ nhưng nghĩ đến việc người ta cuối cùng cũng nhìn thấy sự xuất sắc của con gái mình trong lòng bà vẫn rất vui trước kia lúc chưa ly hôn ba người thẩm tuyền văn trạch lệ và lam thấm thường xuyên bị người khác nhắc tới nói thẩm tuyền có mạnh mẽ thế nào cũng không nắm được trái tim đàn ông suốt ngày bị người đời chỉ trích bà thân là mẹ từng rất nhiều lần nghe thấy những lời như vậy bà mấy lần tức tới nỗi muốn cãi cho ra ngô ra khoai nhưng việc có học không cho phép bà làm điều đó giờ đây những người đó đều đã ngậm hết miệng lại mạc điềm đưa nước cho thẩm tuyền xong thì tiện ngồi luôn xuống mẹ giúp con một tay thẩm tuyền cắn ống hút nói không cần đâu mẹ lúc này ngoài cửa lại có tiếng động truyền tới mọi người trong phòng khách đồng loạt quay đầu lại nhìn quản gia và tài xế khiêng hai cái thùng lớn vào trong mạc điềm nhíu mày lại là cái gì đây quản gia, toàn là văn thiếu tặng cả, là bộ sưu tập tạp chí của một nhà xuất bản khác, còn thùng còn lại là bộ sưu tập của hãng quần áo mà bé Tuyền thích. Thẩm tiêu toàn và thẩm lẫm liếc nhau, hai người cười như không cười. Thẩm hách ngây ngô nói, cũng có lòng đấy chứ. Vừa nói xong, cậu chàng liền bị mạc điềm lườm cho một cái. Thẩm hách. Điện thoại của thẩm tuyền lại vang lên, cô cầm lên mở tin nhắn âm thanh ra. Văn trạch lệ, em thích không? Thẩm tuyền, đủ rồi, đừng tặng nữa. Văn Trạch Lệ, sao mà đủ được? Giọng điệu vô cùng bá đạo, Thẩm Tuyền chẳng thèm để ý tới anh nữa, bảo bọn họ bê thùng tạp chí được tặng kia qua đây. Lần này, mấy người mạc điềm và Thẩm Lẩm cũng chỉ đành đeo bao tay và hỗ trợ. Nếu đây không phải thứ Thẩm Tuyền thích thì bọn họ chẳng thèm động vào đâu. Thẩm Lẩm lẩm bẩm, tặng nhiều thế này, chắc chắn cậu ta có mưu cao kế hiểm gì đó đây. Ngày mồng một đầu năm, mà mẹ nó cả nhà phải ngồi ở nhà để sắp xếp tạp chí. Văn Trạch Lệ chắc chắn có mưu mô kế hiểm gì đó, thẩm lẫm càng nghĩ càng tức, bèn rút điện thoại ra, soạn tin nhắn, chú cố ý đúng không? Văn Trạch Lệ, cố ý cái gì? Thẩm lẫm quay lại cảnh mọi người trong nhà đang soạn tạp chí rồi gửi cho Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ thấy thế, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp, thế để tôi qua giúp. Thẩm lẫm, không cần, mẹ tôi không thích cậu. Văn Trạch Lệ Mùng 2 Tết, họ hàng bắt đầu tới chút Tết, tứ đại gia tộc ở thủ đô cũng bắt đầu bận rộn, nhà họ thẩm thì càng khỏi nói, họ hàng cứ hết người này người kia lũ lượt kéo tới. May mà nhà họ thẩm rất rộng mới có thể chứa được bao nhiêu người như thế, cơm tối còn phải bày ra bảy tám bàn, việc chính trị làm ăn của họ hàng đều liên quan chặt chẽ tới nhà họ thẩm. Cảm giác như thể có phúc cùng hưởng có họa cùng chia vậy. Hiện giờ thẩm tuyền đang ngồi ở vị trí CEO nên cô phải gặp nhiều người hơn, vì thế mấy ngày này cô bận rộn hơn cả, số người tìm cô để bàn này bà kia cũng là nhiều nhất. hiếm khi ở nhà mà chẳng cảm thấy nhàn hạ tí nào, giống y hệt lúc ở công ty. đây cũng chính là lý do vì sao anh cũng cho rằng cô lạnh lùng khó gần. bởi vì ngoài những người trong gia đình ra, thì cô chưa bao giờ thả lỏng mình trước mặt người khác. mùng ba Tết thì ít họ hàng lui tới hơn, nhưng bạn bè thân thiết lại tới nhiều. hôm nay thẩm tuyền cũng phải ra ngoài. Ngoài trừ đi tới chúc Tết mấy chú thì cô còn định đi tới chỗ thầy Tống nữa. Thường Tuyết cũng muốn đi cùng nên đã lái xe tới đón cô. Vừa ra khỏi cửa, chưa đi được bao lâu thì Thẩm Tuyền đã nhận được điện thoại của vệ sĩ. Cô ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, ở đầu dây bên kia vệ sĩ nói, có người đi theo cô. Thẩm Tuyền xem xem là ai. Chúng tôi đã chặn lại, hình như là người của Văn thiếu, anh ta phái người theo dõi cô. Thẩm Tuyền nhướng mày, được sau đó cô lại nhận được một cuộc gọi của nhiếp thừa ở đầu dây bên kia nhiếp thừa nói hình như văn trạch lệ theo dõi anh thẩm tuyền nhớ đến tính cách tự cao ngông cuồng kia của văn trạch lệ cô bèn nói khổ cho đàn anh rồi em không tin anh ta có thể giám sát em cả đời nhiếp thừa bất đắc dĩ thủ đoạn của văn thiếu quả thật rất cứng rắn đến giờ anh ấy vẫn không thể hiểu nổi tại sao ly hôn rồi còn hối hận làm gì mặc dù mặc dù nếu như anh ấy ly hôn với thẩm tuyền thì cũng sẽ hối hận muốn chết đấy thẩm tuyền nói mặc kệ anh ta đi ạ à. hai người dằn co qua lại đến giờ thẩm tuyền biết rõ nguyên nhân khiến văn trạch lệ làm vậy anh chỉ muốn xem hai nhà nhiếp thẩm có liên hôn hay không thôi đầu ngón tay thẩm tuyền gãy gãy bông tai gương mặt lạnh lùng được hai người lại trò chuyện thêm dăm ba câu rồi cúp máy ai làm việc người nấy thường tuyết quay đầu xe lái về hướng tứ hợp viện bên này là khu phố cũ dân bản địa sống ở nơi này mấy năm gần đây đã ít đi nhiều giao thông cũng được quản lý nghiêm ngặt hơn sáng sớm ra không còn náo loạn như trước chiếc xe lái lên chiếc cầu vượt trên cao tay của thường tuyết vẫn bất giác run lên tai nạn lần trước xảy ra ở chỗ này đến giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó vẫn thấy sợ thẩm tuyền bình thản liếc mắt nhìn qua trong đầu chợt hiện ra một khung cảnh dưới ánh khói lửa cô được văn trạch lệ ôm eo bế ra ngoài cảm giác mềm nhũng khi chân vừa chạm đất cô thu hồi ánh mắt không gãy bông tai nữa chiếc xe đã đi vào trong con hẻm lòng bàn tay thường tuyết toàn là mồ hôi cô ấy cười nói vẫn hơi sợ thẩm tuyền đưa khăn giấy cho cô ấy nói đã qua hết rồi hai người xuống xe tay xách quà bước vào trong viện hai người vừa mới vào trong vợ thầy đã chạy ra nhìn thấy thẩm tuyền thì hơi sững lại rồi bật cười đến rồi đấy à thẩm tuyền chúc cô năm mới vui vẻ thầy đâu rồi ạ à? chân thầy không khỏe nên đang ngồi ở trong phòng đấy vợ thầy nói rồi đẩy cửa phòng ra đúng lúc ấy bà ấy lại liếc nhìn ra sau thẩm tuyền cũng nghiêng đầu nhìn theo một mình lam thấm cầm quà bước vào bốn mắt nhìn nhau lam thấm sừng lại nói chúc cô năm mới vui vẻ ạ à. năm mới vui vẻ hôm nay con cũng có thời gian tới đây à. lam thấm đưa quà cho bà rồi nói con tới tạm biệt thầy ạ à con định đi đâu à Hải thành nhà bà ấy ừ một tiếng rồi lại nhìn thẩm tuyền vẻ mặt thẩm tuyền rất bình tĩnh cô dẫn thường tuyết đi vào trong phòng lúc đi ngang qua lam thấm thường tuyết liếc nhìn lam thấm một cái thăm thầy tống rồi gửi lời tạm biệt xong xuôi vừa ra khỏi cửa thường tuyết đã nhỏ giọng nói với thẩm tuyền làm thấm thay đổi nhiều ghê nhỉ thẩm tuyền nhìn đồng hồ một cái rồi ừ một tiếng thường tuyết lại nói Mới nãy cậu có nghe thấy cô ta nói tới tạm biệt để đi Hải Thành không? Thẩm Tuyền nhìn thường Tuyết hóng hớt, đi thôi, lái xe đi. Vừa dứt lời, từ phía sau có tiếng giày cao gót vang lên, ngày sau đó là giọng nói của Lam Thẩm, "Thẩm Tuyền, đợi một chút." Thẩm Tuyền dừng lại, đứng lại tại chỗ chỉnh chỉnh cổ tay áo. Lam Thẩm vội vàng chạy tới trước mặt cô, sau khi đã tạm đứng vững, cô ta mới thở dốc. Nhìn Thẩm Tuyền bình thản ung dung, ánh mắt làm thấm có chút thay đổi rồi lại bình thường trở lại, tôi có thể mời cô ăn trưa không? Thẩm tuyền nhìn cô ta. Yên lặng. Mấy giây sau, thẩm tuyền nói, được. Chương 46 Edit, bún thịt nướng Làm thấm rõ ràng chỉ định mời một mình thẩm tuyền nên thường tuyết cũng không đi hóng làm gì. Cô ấy cảm thấy làm thấm đã thay đổi, thay đổi thế nào nhỉ, thì là không còn yếu đuối nhút nhát như trước kia nữa. Gần tứ hợp viện có một câu lạc bộ có cả nhà ăn, tính bảo mật rất tốt nhưng phải đặt trước. Sau khi thẩm tuyền xuống xe liền gọi điện thoại cho người ta để giữ chỗ, làm thẩm đứng bên cạnh cô, nhìn thấy nhà ăn quy định chỉ dành cho hội viên, lại nhìn thấy tầm này mà thẩm tuyền còn có thể nhờ người khác giữ chỗ, trong mắt làm thấm chất chứa chút đố kỵ. Cũng có chút hâm mộ. Chỉ chốc lá sau, người phụ trách câu lạc bộ đã đi ra đón thẩm tuyền, hỏi cô muốn ăn trong phòng riêng hay là nhà ăn chung. Thẩm tuyền nhìn về phía lam thấm, cô ta cắn cắn môi, cuối cùng chọn nhà ăn chung. Hai người lên lầu, nhà ăn này nằm ở tầng 3, được lát đầy cửa sổ sát đất. Thẩm Tuyền ngồi xuống. Lam Thấm cũng ngồi xuống, mặc dù ngay từ đầu nói là Lam Thấm mời khách, nhưng người giữ quyền chủ trì chính lại là Thẩm Tuyền. Người phụ trách đứng bên cạnh gọi món cho Thẩm Tuyền, giới thiệu một số món bít tết khá ngon mới đây. Thẩm Tuyền gọi một phần, rồi lại để cho Lam Thấm gọi. Hai bàn tay đặt bên sườn áo của Lam Thấm khẽ nắm chặt lại, sau đó cũng gọi một phần. Sau khi người phụ trách trời khỏi đó, Thẩm Tuyền cầm ly cà phê uống một ngụm rồi nói, cô muốn nói gì thì nói được rồi đấy. Lam Thấm nhìn dáng vẻ lạnh lùng và tự tin của Thẩm Tuyền, cô ta cũng uống một ngụm cà phê, lúc trước tôi cũng không ngờ mình và Văn Thiếu sẽ yêu nhau. Hồi học cấp 3, có rất nhiều người thường treo tôi và anh ấy, sau này chúng tôi dần dần thân thiết hơn, đến khi học đại học lại học cùng một trường nên anh ấy đã theo đuổi tôi. Thẩm Tuyền chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, mắt nhìn Lam Thấm, trong ánh mắt không có cảm xúc gì, chỉ có cảm giác lạnh lùng. Lam Thấm nói tiếp, cũng chẳng có gì phải sợ mà nói với cô rằng, chúng tôi chưa hôn nhau, chưa ngủ với nhau. Chỉ là tôi vẫn luôn tưởng đó là lỗi của mình, khoảng thời gian trước tôi làm giá quá, nhà họ Lam và nhà họ Văn quá chênh lệch, một nơi quá coi trọng môn đăng hộ đối như ở thủ đô khiến tôi thấy rất sợ. Tôi sợ chỉ chớp mắt cái anh ấy sẽ khinh thường tôi, tôi còn sợ sau khi ngủ với tôi, chỉ cần anh ấy không cần là sẽ vứt bỏ tôi thế nên tôi luôn làm giá chắc chắn anh ấy cũng nhận ra và cũng tôn trọng tôi tôi cảm thấy phụ nữ không thể tùy tiện ngủ với đàn ông đặc biệt là người có hoàn cảnh gia đình như tôi thì càng phải cẩn thận thật ra anh ấy đã giúp tôi rất nhiều chị tôi có vấn đề về tâm lý bởi vì chị ấy tận mắt nhìn thấy sự chia lìa của bố mẹ nên tính cách của chị ấy lúc tốt lúc xấu tôi thì trở thành người bị hại chị tôi mà làm loạn lên thì tôi còn chẳng có nhà để về nhưng mấy năm ấy quả thật văn trạch lệ đã giúp tôi rất nhiều anh ấy đã giúp tôi có chỗ đứng vững trong gia tộc giọng thẩm tuyền rất lạnh lùng thế à lam thấm lập tức gật đầu phải thẩm tuyền xem ra anh ta yêu cô phết nhỉ lời này lam thấm không dám trả lời ngay cô ta chỉ mím môi nhưng vẻ mặt dường như có ý này rồi cô ta lại bồi thêm một câu có lẽ là đã từng đã từng rất yêu à lam thấm ngậm miệng lại Cô ta nhìn Thẩm Tuyền nhưng không nhìn ra được cô đang nghĩ gì. Nhưng cô ta nghe ra được giọng điệu của Thẩm Tuyền rất lạnh lùng. Cô ta há miệng đang định nói gì đó thì cái bàn ở phía trước đột nhiên bị người ta đá phăng, cà phê và cốc la liệt đầy đất. Làm Thẩm hét lên, vội vàng né ra, vừa ngẩng đầu lên thì thần kinh tê dại. Người đàn ông kẹp thuốc vào ngón tay, trên người mặc áo sơ mi đen và quần tây, cổ áo để hở, sắc mặt lạnh lùng như sương, anh cười khẩy, rất yêu cô sao? lồng ngực lam thấm phập phồng cô ta cắn chặt môi cô ta sợ rồi văn trạch lệ với lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống đôi chân dài vắt lên chỉ vào cô ta ngồi xuống làm thấm theo bản năng liếc nhìn thẩm tuyền thẩm tuyền vẫn bình tĩnh ngồi đó không hề có chút cảm giác gì với một loạt chuyện trước mắt cô cúi đầu nhìn gót giày bị dính cà phê mất rồi văn trạch lệ cúi đầu nhìn một cái giày tiếp theo người đàn ông ấy quỳ gối xuống rút một tờ giấy ra lau cho thẩm tuyền nhưng thẩm tuyển lại nhẹ nhàng né ra. Bàn tay của văn trạch lệ khựng lại, ngay sau đó anh tóm lấy cổ chân cô, kéo lại rồi lau mạnh. Văn trạch lệ không dám nhìn thẩm tuyền, anh vứt tờ giấy đi rồi ngồi thẳng dậy, chỉ vào lam thấm, ngồi xuống. Lam thấm run rẩy kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông trước mặt khiến cô ta cảm thấy xa lạ và sợ hãi. Tay của văn trạch lệ ghi cổ tay thẩm tuyền lại, sợ cô đi mất sau đó anh nhìn lam thấm nghiêng người về phía trước rồi đặt tay còn lại lên đầu gối ngón tay với khớp xương rõ ràng buông thõng xuống anh híp mắt nói từ trước đến nay tôi luôn cho rằng chuyện tình cảm trong quá khứ cho dù có tồi tệ thế nào thì cũng không nên nói ra giống như lần trước thẩm tuyển bảo tôi kể nhưng tôi không thể xong hết trong một lần được chính là vì lý do này người lam thấm run lên cô ta cảm thấy mình không muốn nghe những lời tiếp theo nữa một lúc lâu trong nhà ăn chẳng còn ai, chỉ còn lại ba người bọn họ. Đóng bếp nhất dưới đất, người phụ trách cũng không dám gọi người tới dọn, hai phần thịt bò bít tết kia cũng không dám mang lên. Bầu không khí đông cứng. Văn Trạch Lệ nói, đúng là tôi đã theo đuổi cô nửa năm, nửa năm đấy là tôi muốn thì theo đuổi, không muốn nữa thì bỏ thôi. Dứt lời, bàn tay Văn Trạch Lệ đang nắm tay thẩm tuyền hơi rung lên, rồi lại dùng sức vì sợ cô sẽ dậy ra. Anh nói tiếp, thật ra tới cuối cùng là tôi lười rồi cô ngược lại thì cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi tôi chỉ tùy ý hỏi một câu cô đã đồng ý luôn rồi làm thấm không thở nổi tất cả mọi người đều biết văn trạch lệ đã theo đuổi cô ta nửa năm nhưng không ai biết cô ta mới là người quyết định bước cuối cùng văn trạch lệ nắm chặt lấy cổ tay thẩm tuyền nói tiếp tôi thừa nhận tôi có chút thiện cảm với cô nhưng để yêu thì còn xa xôi lắm chứ không thì chị cô không còn sống nổi ở nhà họ lam nữa đâu tôi vốn định xem xem cô sẽ làm thế nào để thoát khỏi sự ràng buộc của nhà họ lam giống như tôi nuôi trợ lý của tôi vậy tôi muốn xem xem anh ta làm thế nào để thoát khỏi tay tôi tiếc là cô vô dụng lần nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào tôi còn bản thân thì chẳng chịu đứng lên chút thiện cảm tôi dành cho cô cũng dần dần tan biến cô cảm thấy chút thiện cảm đó đang bao nhiêu mấy năm sau đấy tôi coi cô chẳng khác gì phế vật cả cô còn chưa sáng mắt ra à tôi văn trạch lệ đúng là rất ghét sự mạnh mẽ của thẩm tuyền nhưng đồng thời cũng rất thích thủ đoạn của cô ấy thế nên tôi mới phải lòng cô ấy chỉ bằng một ánh mắt sắc mặt lam thấm trắng bệch hết thảy đều đã giải thích xong xuôi tại sao sau mấy năm đó anh lại đối xử với cô ta lúc nóng lúc lạnh thậm chí thường xuyên lấy lý do công việc để cho cô ta leo cây tại sao cô ta không bao giờ nhìn thấu được người đàn ông này bởi vì anh chưa bao giờ mở lòng mình ra anh có thiện cảm với cô ta có lẽ phần nhiều là vì anh ta đang đợi để xem xem cô ta sẽ thoát khỏi nhà họ lam như thế nào cô ta không thở nổi nhỏ giọng hỏi nếu lúc trước em đứng lên được thì sao nếu em đứng lên được anh sẽ yêu em chứ văn trạch lệ không mặt lam thấm càng tái mét cô ta không ngờ lý do lúc trước cô ta lựa chọn ra nước ngoài chính là để thoát khỏi nhà họ lam lúc đó cô ta từng hỏi anh có cưới mình không anh nói không cùng một câu trả lời nhưng cô ta lại tự mình lừa mình chỉ bởi vì người mà anh lấy là thẩm tuyền anh sao có thể yêu một người phụ nữ như thẩm tuyền được cô ta luôn nghĩ vậy nhưng trên đời quá nhiều chuyện bất ngờ làm thấm theo bản năng nhìn về phía thẩm tuyền ánh mắt thẩm tuyền như đang xem kịch khuôn mặt không biểu cảm cô ta cười khổ thẩm tuyền bây giờ cô đã hài lòng rồi chứ văn trạch lệ cũng nhìn thẩm tuyền anh gần như không thể thở nổi Thẩm Tuyền động động cổ tay, Văn Trạch lệ lại siết chặt hơn. Cô nhíu mày, nói chuyện cũ của hai người đặc sắc như thế, đương nhiên tôi rất hài lòng. Hô hấp của Văn Trạch lệ lại khựng lại. Anh nhỏ giọng nói, anh biết em vẫn còn trách anh. Thẩm Tuyền không nói gì, cô nhìn Lam Thấm. Sắc mặt Lam Thấm vẫn trắng bệch. Văn Trạch lệ quay đầu hung hăng nhìn Lam Thấm, cút, cút, còn không cút là tôi cho người hành chết cô đấy vẻ mặt anh như một kẻ khát máu, đầu gối lam thấm mềm nhũng. Cô ta lui về sau hai bước rồi lão đa lão đảo chạy biến, chạy xa rồi mới nghe thấy âm thanh va nài từng tiếng kia của văn trạch lệ. Trước mặt thẩm tuyền, người đàn ông này đã hoàn hoàn bỏ lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của mình xuống, anh quả thật điên rồi. Anh nâng mặt thẩm tuyền lên, tựa vào trán cô, anh biết sai rồi, thẩm tuyền. Thẩm tuyền vuốt gương mặt người đàn ông, lạnh nhạt nói, thật ra tôi vốn đã quên chuyện của Lam Thấm rồi đấy ai mà ngờ hôm nay lại khơi lại văn trạch lệ sững sờ anh nghiến răng chỉ hận không thể kêu người hành chết con nhỏ làm thấm đáng chết này cô ta đáng chết thẩm tuyền đẩy văn trạch lệ ra nói chỉ là bữa cơm này không ăn được nữa rồi văn trạch lệ nắm chặt tay cô nói ăn được mà đi chúng ta vào phòng riêng thẩm tuyền ngước mắt lên nhìn anh vài giây sau dưới ánh mắt hồi hộp của văn trạch lệ thẩm tuyền đứng lên cầm túi ở phía kia người phụ trách đã căng thẳng lắm rồi bây giờ cuối cùng mới dám bước ra vội vàng dẫn hai người vào phòng riêng trong phòng riêng thoang thoảng mùi thơm của trà văn trạch lệ nói vốn dĩ anh hẹn tiêu nhiên đang đợi cậu ta người phụ trách cười gượng đúng vậy sau đó văn thiếu đi ra tìm tôi thì lại nhìn thấy các cô sau đấy văn trạch lệ bèn đi tới đứng đó nghe một lúc về sau không thể nghe lọt tai nữa mới hạ cẳng chân thẩm tuyền liếc văn trạch lệ một cái Văn Trạch lệ kéo ghế cho cô, cổ áo mở rộng để lộ ra phần xương quai xanh, anh nhìn cô, vẫn gọi món bò bít tết vừa nãy cho em nhé. Thẩm Tuyền, được. Văn Trạch lệ bảo người phụ trách đi chuẩn bị, sau đó ngồi xuống cạnh Thẩm Tuyền, nghiêng đầu nhìn cô. Thẩm Tuyền thản nhiên nói, đừng nhìn tôi. Văn Trạch lệ, anh cứ nhìn đó. Thẩm Tuyền phớt lờ anh, cầm điện thoại lên chơi. Trong quy nhận được mấy tin nhắn của nhiếp thừa, anh mời cô ngày mai đi ăn tối với nhóm bạn thân. Văn Trạch Lệ nhìn tin nhắn kia với ánh mắt u ám. Thẩm Tuyền trả lời, được. Sắc mặt Văn Trạch Lệ càng sụ lại, nhưng anh vẫn nhịn. Anh biết bây giờ Thẩm Tuyền đang độc thân, trước khi phục hôn, anh không quản được Thẩm Tuyền. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm, bên trong lóe lên sự thù địch. Bít tết được gọi nhanh chóng xuất hiện trên bàn. Miếng bít tết này đã được người ta cắt sẵn, thẩm tuyền chỉ cần dùng dĩa xiên ăn là được, phần của văn trạch lệ cũng giống với phần thẩm tuyền. Anh rót một chén trà nóng cho cô, khẽ hỏi, có muốn gọi thêm điểm tâm ngọt không? Thẩm tuyền, không thích ăn. Văn trạch lệ, thế em còn muốn ăn gì không? Thẩm tuyền ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ hơi ngước mắt rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bít tết. Ánh mắt này của cô khiến lòng anh như lửa đốt. Anh liếm khóe môi. Nhân lúc thẩm tuyền đang lau sốt dính ở khóe môi, anh liền dán tới lấp kín môi cô. Thẩm tuyến sững sờ nhìn người đàn ông này, bốn mắt nhìn nhau, văn trạch lệ như thể đang được thưởng thức mỹ vị. Ở dưới gầm bàn, chân của thẩm tuyền đá anh mấy cái nhưng không hề có tác dụng, cô còn bị ép ngẩng đầu hứng lấy nụ hôn này của anh. Thẩm tuyền hé mắt, nắm lấy cầm anh, cút. Văn trạch lệ nở nụ cười, cút đi đâu? Đi đến chỗ em nhé. Anh nói út út mở mở. Nhưng thẩm tuyền hiểu, cô nhào mắt không trả lời anh. Chính là dáng vẻ này, Văn Trạch Lệ nhìn cô chầm chầm, dáng vẻ này của cô, lạnh lùng nhưng ngập tràn dục vọng khiến anh điên cuồng. Anh thản nhiên mở lời mời, tối mai ăn tối với anh nhé. Nhiếp thừa hẹn cô tối mai, anh thì lại ung dung muốn phá hỏng cuộc hẹn của cô và nhiếp thừa. Thẩm tuyền nhìn anh, không. Văn Trạch Lệ, hửm. Lưỡi của anh chọc vào má, ánh mắt lạnh lùng. Ăn cơm trưa xong, ra khỏi câu lạc bộ đúng lúc giữa trưa thẩm tuyền nhận được rất nhiều cuộc gọi có cuộc gọi từ người nhà có cả những cuộc gọi tới từ những người chú người gì phải đi chúc tết thẩm tuyền vừa nhận điện thoại vừa bị văn trạch lệ bế vào ghế phó lái cô lạnh nhạt liếc anh một cái nhưng cũng chẳng từ chối vì có từ chối cũng vô ích nên cô cũng lười từ chối xe khởi động thẩm tuyền cúp máy nói với văn trạch lệ đưa tôi đến nhà họ tiêu gặp ông cụ tiêu à văn trạch lệ nghiêng đầu hỏi thẩm tuyền ừm được buổi chiều văn trạch lệ còn có việc nên không đi theo được sau khi đưa cô đến nhà họ tiêu anh đành đi trước thẩm tuyền đến nhà họ tiêu chúc tết thường tuyết đã đợi sẵn ở bên ngoài xe cô ấy lướt ngang qua xe của văn trạch lệ thoáng liếc nhìn anh mùa đông nói thật là văn đại thiếu vô cùng đẹp trai số anh trai đẹp ở thủ đô chỉ có vài người mà Văn Trạch Lệ chắc chắn phải đứng tốt một tốt hai. Vẻ đẹp đó, chật chật, quả thật rất nhiều người thích. Chúc Tết nhà họ tiêu xong thì Thẩm Tuyền quay về nhà. Trong nhà đang tính xem ngày mai đi nhà nào, Thẩm Tuyền ôm gối nghe Thẩm Tiêu Toàn bàn bạc với Mạc Điềm. Thế là cuối cùng cũng quyết định xong, ngày mai đến nhà họ Văn. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, anh em nhà họ Văn rồi cả Trần Y, cả chú nhỏ và bố mẹ Văn đều đến nhà họ Thẩm. Người nhà họ Thẩm đứng hình mấy giây, Thẩm Tiêu Toàn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười nói, còn đang định tới nhà mọi người chúc Tết đây, không ngờ mọi người lại tới trước. Văn Tụng tiên cởi áo khoác ra, nói, hai nhà chúng ta không cần khách sáo vậy đâu, hôm nay trong nhà không nấu cơm nên đến nhà ông bà ăn chực một bữa. Thẩm Tiêu Toàn, ha ha, được thôi, thế hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé. Chú nhỏ nhà họ Văn nói, đúng lúc tôi cũng muốn ăn. Thẩm Tiêu Toàn quay qua nhìn về phía chú nhỏ, ngày mai chú nhỏ phải về rồi nhỉ? Chú nhỏ nhà họ văn, vâng. Vất vả vất vả quá. Chú nhỏ cười, ngồi lên sofa, ánh mắt nhìn về phía thẩm tuyền, không ngờ thẩm tuyền ở nhà cũng rất thanh thản đấy chứ. Thẩm tuyền không ngờ nhà bọn họ sẽ đến lúc này, giờ cô còn đang mặc một bộ ngủ màu hạnh nhân, cổ tay áo còn có cả hoa văn. Cô cầm lấy áo khoác mặt vào, bình thản nói, chú nhỏ đừng treo con nữa. Chú nhỏ liền bật cười. Văn trạch lệ để quà xuống, nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang theo dục vọng chiếm hữu. Hai nhà cùng trò chuyện, cùng nhau ăn trưa, đến chiều Lâm Tiếu Nhi còn làm đồ ngọt cùng Mạc Điêm. Thời gian nhiếp thừa hẹn là năm rưỡi chiều, cô nhìn đồng hồ rồi lên lầu thay quần áo, thay xong váy và áo khoác thì cầm túi xuống nhà. Thẩm tuyền nhìn người nhà họ văng rải rác trong nhà mình. Có người ở sân sau, có người trong bếp, có người lại ở trong phòng sách. Cô nghiêng đầu nói với dì giúp việc một tiếng, bảo dì ấy lát nữa nói với bố mẹ một tiếng. Sau đó cô chuồn ra ngoài, lúc đi ngang qua bức bình phong bằng đá, có một bàn tay từ bên cạnh thò ra tóm lấy cổ tay cô, kéo lại. Thẩm tuyền ngây người, ngay sau đó cả người cô nằm lọt thỏm giữa bức tường và một người đàn ông. Đầu ngón tay của văn trạch lệ cực kỳ càng rỡ, không bỏ sót chỗ nào, làng váy khẽ đông đưa. Thẩm tuyền hiếp mắt nhìn anh. Văn trạch lệ mặt cô lạnh lùng nhìn mình, trong không gian nhỏ hẹp như vậy, anh nghiêng đầu cắn tay cô, em mà dám ra ngoài, anh làm em ở đây luôn đấy không gian ở đây cũng được đấy. Đầu ngón tay của thẩm tuyền túng lấy áo sơ mi của anh, thế có tiện quay video luôn không? Văn trạch lệ. Chết tiệt. Chương 47. Edith Alicia. Mấy hôm nay, mây giăng đầy trời khiến bức bình phong ở cửa càng trở nên lạnh lão. Văn trạch lệ nhất quyết không cho thẩm tuyền ra ngoài hẹn hò với nhiếp thừa. Nụ hôn của anh cứ thế tới tấp trên cổ thẩm tuyền. Đầu gối thẩm tuyền đẩy anh ra, không cho anh được nước lớn tới, nhưng nụ hôn kia quá càng rỡ, mà Văn Trạch Lệ lại là người hiếu học. Hiện tại tay nghề tán tỉnh của anh lại lên một tầm cao mới. Chẳng mấy chốc, cổ và lưng thẩm tuyền đã trở nên nóng bỏng, nhưng quan trọng là chỗ này cũng đâu có che được bóng dáng hai người. Bàn tay cô ôm lấy eo người đàn ông, nhéo anh mấy cái. Văn Trạch Lệ nhướng mày, tạm dừng lại. Cơ thể cô lập tức quay một vòng, thẩm tuyền bị đẩy đè lên bức tường đằng sau, như thế này có thể che khuất thẩm tuyền hoàn toàn. Anh nhỏ giọng nói, không phải thẩm tổng gan lắm à, còn dám quay cả video cơ mà, nên là làm ở đây chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Trong mắt thẩm tuyền lớt phớt vài giọt nước, cô ngước mắt nhìn camera trên đầu, camera không quay được tới đây nhưng ở bên kia thì lại có một cái camera to hơn. Cô liếm đôi môi đỏ và nói, nếu anh sẵn lòng thì được thôi, camera đã chuẩn bị xong cho anh rồi đấy. Sống lưng văn trạch lệ cứng lại đầu ngón tay thẩm tuyền mơn trớn dọc theo hông anh. Cô khẽ dục, nhanh lên. Bỗng văn trạch lệ đè tay cô lại, đôi mắt hẹp dài trừng trừng nhìn cô. Thẩm tuyền nhướng mày nhìn anh, một lúc sau cô đột ngột rút tay lại rồi đẩy văn trạch lệ ra. Cô chỉnh lại váy áo rồi đi ra ngoài, văn trạch lệ đen mặt đuổi theo tới tận xe cô. Cửa xe vừa được mở ra, một giây sau đã bị anh đóng lại, một tay anh chống bên sườn mặt cô, giọng nói lạnh lùng, em nhất định phải đi à thẩm tuyền nghiêng đầu liếc anh một cái đúng giọng cô rất dứt khoát mang theo khí thế kiêu ngạo văn trạch lệ nhìn cô hồi lâu sau đó anh buông tay kéo cô đến ghế phụ để cô ngồi lên và nói anh đưa em đi anh chẳng có quyền gì để quản cô đi đâu gặp ai nhưng anh có thể nhúng tay ngăn cản thẩm tuyền ngồi lên ghế phụ xong lười biến chống tay lên trán văn trạch lệ vòng qua ghế lái ngồi vào rồi nghiêng đầu nhìn cô một cái xe này là của thẩm tuyền tràn ngập mùi hương trên người thẩm tuyền văn trạch lệ cầm vô lăng nổ máy hỏi đi đâu thẩm tuyền cầm điện thoại nhìn địa chỉ mà nhiếp thừa gửi tới thật ra những người nhiếp thừa hẹn là các bạn học ở anh khi ấy trong số các du học sinh có rất nhiều người đến từ thủ đô cuộc sống ở nước ngoài vốn khó khăn nên mọi người thường xuyên tụ tập năm nay nhiếp thừa tổ chức cho mọi người tụ họp địa điểm là một phòng trà thẩm tuyền nói địa chỉ cho văn trạch lệ Văn Trạch Lệ không cần mở bản đồ đã biết chỗ ấy, anh hừ lạnh, uống trà cơ à. Giọng điệu xéo sắc. Thẩm Tuyền lướt điện thoại, đọc mấy email trợ lý gửi tới. Cô chống tay lên trán liếc anh một cái rồi thôi, lạnh lùng trả lời, sao anh phải thế? Cần gì phải như vậy? Theo đuôi không dứt. Đột nhiên Văn Trạch Lệ siết chặt tay lái, anh không nói một tiếng nào. Sao phải thế? Anh cũng muốn biết lắm cô gái này rõ ràng chỉ muốn chơi đùa với anh anh cam tâm tình nguyện nhưng cũng muốn tất cả mọi thứ của cô giọng điệu thẩm tuyền càng lạnh lùng hơn đại thiếu gia nhà họ văn không nên thế này văn trạch lệ cười lạnh chống đầu lưỡi vào má thế thẩm tổng thấy đại thiếu gia nhà họ văn nên thế nào đây thẩm tuyền không thèm ngước mắt nhìn anh vẫn ung dung vừa chơi điện thoại vừa nói vì một người phụ nữ mà chẳng màng tới thể diện cô nói như thể người phụ nữ ấy không phải là cô vậy văn trạch lệ cười khẩy anh nói tiếp, thế không tốt à, em nên vui mới đúng chứ. Thẩm tuyền không trả lời, ngón tay cô vuốt lọn tóc bên má ra sau. Một chút sau, chiếc ren rover đã đến phòng trà. Thời tiết trăm mát, cách bài trí của phòng trà này như bị cô lập ở giữa khung trời này, bằng khô tỏa khói mờ ảo lửng lờ phủ lấy cửa phòng trà. Xe dừng lại, thẩm tuyền chia tay tháo đai an toàn, bỗng từ bên cạnh một bàn tay to với tới tháo đai an toàn trước cho cô có cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh phản phất bay tới trong khoảnh khắc ấy thực ra thẩm tuyền đã ngơ ra vài giây nhìn cánh tay của người đàn ông vòng qua ngực cô mở đai an toàn ngón tay của văn trạch lệ nâng cầm cô lên giây phút ngẩng đầu lên ánh mắt của thẩm tuyền nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng văn trạch lệ nhìn đôi mắt lạnh băng quen thuộc trên gương mặt của cô anh nói anh vào cùng em thẩm tuyền nhíu mày anh vào làm gì uống trà với bọn em thẩm tuyền anh cần gì phải vậy? Anh thấy cần đấy. Văn Trạch Lệ nói, đúng lúc anh đang rảnh. Thẩm Tuyền cười lạnh một tiếng, hất tay anh ra rồi mở cửa xe đi xuống, sau đó cô kéo áo khoác lại, không thèm nhìn anh nữa. Văn Trạch Lệ khẽ bật cười, bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ngậm rồi đuổi theo. Hai người vừa vào cửa đã thấy nhiếp thừa cầm điện thoại ra đón. Khi thấy Văn Trạch Lệ, nụ cười trên môi nhiếp thừa lập tức phai đi, anh ấy chào đón Thẩm Tuyền, anh còn sợ em không tìm được đường đấy. Thẩm tuyền đáp, em biết chỗ này mà. Văn Trạch Lệ bổ sung thêm, là tôi đưa cô ấy tới đây. Vẻ tươi cười trên mặt nhiếp thừa tắt ngúng, anh ấy nhìn Văn Trạch Lệ, Văn Thiếu cũng đến uống trà. Đến uống trà cùng cô ấy. Đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ liếc nhìn Thẩm Tuyền một cái. Thẩm Tuyền nheo mắt, nói với nhiếp thừa, kệ anh ta đi. Nhiếp thừa cười gượng, được. Văn Trạch Lệ ha. Nhiếp thừa nhìn văn trạch lệ một cái. Hôm nay người đàn ông này mặc này mặc một cái áo sơ mi màu đen và quần dài, không hút thuốc mà lại nhai kẹo bạc hà, khí thế hùng dũng. Vừa vào phòng trà, mọi người đều đồng loạt nhìn anh. Muốn không để ý tới anh nào có dễ, nhưng nhiếp thừa biết, nếu văn trạch lệ đã theo tới đây thì có lẽ sẽ không thể đuổi anh đi ngay được. Trong phòng trà đã có thợ pha trà đang pha. Tiếng đàn tranh du dương truyền đến. Bên trong có hai nam ba nữ đang ngồi trò chuyện, Thẩm Tuyền vừa bước vào bọn họ liền quay ra nhìn rồi lập tức vẫy vẫy tay, Thẩm Tuyền, đã lâu không gặp. Thẩm Tuyền cười, đã lâu không gặp. Cô bỏ túi sách xuống, cởi áo khoác. Một cô gái trong số đó đứng dậy túng lấy tay cô rồi nói, đàn anh bảo cậu sẽ tới, mình còn không tin. Thẩm Tuyền, giờ tin chưa? Tin rồi, ha 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 ha. Mấy người khác cũng cười theo. Nhíp thừa hỏi, mọi người đã đến đủ, tiện thì chúng ta giải quyết luôn bữa tối ở đây nhé. Được được. Cô gái kéo tay thẩm tuyền tên xảo, đột nhiên cô ấy liếc mắt nhìn người đàn ông ở phía sau thẩm tuyền, cô ấy hơi sững sờ, ánh mắt của thẩm tuyền lạnh thêm mấy phân. Cô nghi người, nhìn văn trạch lệ rồi nói với mọi người, giới thiệu chút, đây là thiếu gia nhà họ văn ở thủ đô, văn trạch lệ. Văn trạch lệ. Điều, thảo nào nhìn quen thế? Văn trạch lệ kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh ngậm kẹo bạc hà trong miệng, vẫy tay với họ, "Chào mọi người, tôi là Văn Trạch Lệ." Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trà liền cứng ngắc. Bởi vì cho dù không quan tâm tới tin tức trong nước cũng biết việc hai nhà Văn Thẩm liên hôn, chỉ là giờ hai người đã ly hôn rồi sao còn xuất hiện chung vậy? Cô gái tên Sảo nghi ngờ nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền ngồi xuống, hờ hững nói, "Anh ấy chỉ tới đây uống miếng trà thôi." "Sảo, ồ" sắc mặt của nhiếp thường ngồi bên cạnh đã thay đổi mấy lần cũng may ở bên này mọi người nhanh chóng trò chuyện rôn rã văn trạch lại ngồi ở kia tự người vào cửa sổ vắt chéo chân bấm điện thoại dáng vẻ đầy ngạo mạn khiến mọi người cứ vừa trò chuyện lại vừa nhìn anh anh làm ngơ rồi bóc thêm một viên kẹo bạc hà nữa đôi mắt hẹp dài nhẹ nhàng lướt nhìn gương mặt của thẩm tuyền sau khi thẩm tuyền giới thiệu anh xong thì cũng chẳng thèm nhìn anh nữa mà nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ động tác nhai kẹo của văn trạch lệ sững lại bọn họ đang kể lại chuyện xưa là khoảng thời gian anh không có mặt nói cái gì mà halloween rồi thì cả sinh nhật năm ấy của thẩm tuyền thẩm tuyền cậu nhớ không sinh nhật năm ấy của cậu mấy thằng cha kia theo đuổi cậu điên cuồng tới nhường nào thẩm tuyền cầm cốc trà lên nhớ lại không nhớ rõ lắm ôi cậu không nhớ á ha ha cậu ta còn mặc hán phục trung quốc đuổi theo cậu luôn ấy rồi còn đi một vòng trong trường khiến cho ai cũng ngạc nhiên hết hồn hết vía luôn sắc mặt nhiếp thừa hơi xấu anh ấy tiếp lời không phải sau đó cậu ta bị đồn là thánh bắt cá à thì thánh bắt cá nhưng mà cậu ta đẹp trai quá trời luôn văn trạch lệ sầm mặt ngón tay dùng sức bấm điện thoại một lúc lâu sau anh ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ hỏi có phải có nhiều người theo đuổi cô ấy lắm đúng không bọn họ đang nói hăng tiếng đàn ông xen vào khiến cuộc trò chuyện cứng ngắc mấy người đồng loạt quay ra nhìn người đàn ông ngồi một mình nhưng vẫn đầy khí thế này một lúc lâu sau cô gái tên xảo nói ừ đúng nhiều người theo đuổi cô ấy lắm du học sinh đã nhiều những bạn ở các nước khác cũng nhiều không kém hồi đó có lẽ thẩm tuyền thấy phiền lắm văn trạch lệ nghe cô ấy nói anh nhìn thẩm tuyền sau đó giọng điệu có vẻ không vui mấy mà nói thế à hay lắm anh nói rõ là nói hay lắm cớ sao mọi người lại cảm thấy lành lạnh nhỉ Văn Trạch Lệ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bấm điện thoại, thầm nghĩ lẽ ra anh không nên tới đây. Bên phía kia bị anh cắt ngang mất mấy giây lại tiếp tục nói tiếp. Thẩm Tuyền dựa vào ghế, cô không chủ động nói chuyện lắm, toàn là bọn họ khơi màu câu chuyện, thỉnh thoảng Thẩm Tuyền sẽ nói đôi câu. Thần thái của cô ung dung thoải mái cũng có chút lười nhác, Văn Trạch Lệ ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì mắt nheo lại. Mấy giây sau anh đứng lên rời khỏi phòng trà. Nhiếp Thừa cảm thấy gió ở đây mạnh ghê sợ thẩm tuyền trúng gió nên anh ấy bèn đứng dậy, đóng cái cửa sổ văn trạch lệ vừa ngồi cạnh lại, vừa quay đầu sắc mặt của anh ấy liền thay đổi. Văn trạch lệ mượn một chiếc chăn nhỏ màu xám từ nhân viên phục vụ ở ngoài, anh cúi người đắp cho thẩm tuyển, chủ yếu là đắp cho đôi chân chỉ mặc mỗi tất của cô. Đắp xong, anh đứng dậy nhìn thẩm tuyền. Thẩm tuyền nhướng mày nhìn anh, hai người dán sát vào nhau, đến hơi thở cũng quyến luyến. Bầu không khí đông cứng vài giây. Thẩm tuyền dời ánh mắt. Lúc này văn trạch lệ mới phi cười một tiếng, quay người đi về chỗ của mình. Nhiếp thừa buông lỏng bản tay đang nắm chặt lấy cửa sổ kia ra, từ từ siết thành một nắm đấm. Văn trạch lệ lướt ngang qua anh ấy, lạnh lùng mỉa mai, đóng cửa sổ thì có ích gì. Nhiếp thừa. Văn trạch lệ ngồi xuống. Lúc này, nhiếp thừa cực kỳ hối hận bản thân nhất thời mềm lòng cho phép người đàn ông này vào đây. Anh ấy quay lại chỗ cũng ngồi xuống, càng nghĩ càng khó chịu. May thay rất nhanh đã tới giờ cơm tối, Văn Trạch Lệ nhận được một cuộc điện thoại, tạm thời có việc, anh đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi anh còn cầm luôn cả túi sách và chìa khóa xe của Thẩm Tuyền, đứng từ trên cao nhìn xuống cô, lát nữa anh tới đón em. Thẩm Tuyền trông thấy dáng vẻ vô lại của anh, bỏ đồ xuống. Văn Trạch Lệ, không bỏ đấy. Nói xong, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi xoay người ra ngoài. Thẩm Tuyền híp mắt, không nói năng gì. Đúng lúc ấy, cô xảo khi đột nhiên hỏi thẩm tuyền cậu và anh ta có quan hệ gì vậy thẩm tuyền thản nhiên nhìn xảo rồi nói không có quan hệ gì cả văn trạch lệ đi tới cửa cũng nghe được câu này bước chân của anh khựng lại sau đó lạnh mặt bước ra ngoài phải không có quan hệ gì cả ông đây nhất định sẽ khiến cho hai ta có quan hệ xảo thở phào nhẹ nhõm bữa tối sau ấy không có văn trạch lệ không khí thoải mái hơn hẳn ít nhất sắc mặt của nhiếp thừa không cáu kỉnh lắm, mọi người ăn cơm xong đã 8 giờ hơn. Trời dần khuya, tiết trời càng lạnh. Mọi người trò chuyện thêm một lúc, nhiếp thừa nhìn đồng hồ nói, thẩm tuyền, để anh đưa em về. Xe thẩm tuyền đã bị văn trạch lệ lái đi mất rồi. Thẩm tuyền đứng dậy, được. Cô bỏ chăn lông xuống, gấp gọn rồi đặt lên ghế. Mọi người cười cười nói nói, cùng nhau đi ra khỏi phòng trà có lẽ vì câu nói không có quan hệ gì với văn trạch lệ của thẩm tuyền nên đôi mắt nhiếp thừa nhìn thẩm tuyền càng thêm dịu dàng cả nhóm xảo đều nhìn ra tình cảm của nhiếp thừa dành cho thẩm tuyền bọn họ cúi đầu cười trộm bên ngoài phòng trà lạnh lão nhiếp thừa đi lấy xe đúng lúc này chiếc reng rover của thẩm tuyền từ xa chạy tới ngay sau đó cửa xe mở ra đôi chân dài của người đàn ông bước xuống bước về phía thẩm tuyền rồi nắm cổ tay của cô anh tới đón em đây thẩm tuyền hơi sững người Sảo đứng bên cạnh thấy vậy cũng đắn đo vài giây rồi nhỏ giọng hỏi, Thẩm Tuyền, cậu cho mình quy chát của anh ấy được không? Chính là anh này đấy. Thẩm Tuyền nhìn Văn Trạch Lệ, vài giây sau, cô cười nhẹ nói với Sảo, được chứ? Văn Trạch Lệ sững sờ. Sau đó, anh trơ mắt nhìn Thẩm Tuyền cho Sảo quy chát của mình. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô của anh bỗng nhiên siết chặt lại. Thẩm Tuyền. Chương 48. Edit, bún thịt nướng xảo có được quy chát rồi nghe thấy người đàn ông này gào lên như thế thì bất ngờ sau đó vội vàng cất điện thoại đi văn trạch lệ đứng ở bậc thềm bên dưới anh lạnh lùng nhìn thẩm tuyền lại nắm chặt lấy tay cô rồi nhìn về phía xảo cô không thấy tôi đang nắm tay cô ấy sao xảo nhưng cô ấy nói rồi mà hai người không có quan hệ gì cả thế à hay lắm hay cho câu không có quan hệ gì văn trạch lệ nắm chặt tay thẩm tuyền tiếp đó anh ôm cô lên dùng sức đè cả người cô lên cửa kính xe. Thẩm Tuyền nhíu mày, còn chưa nói lời nào thì môi cô đã bị lấp kín. Cô dãy dụa mấy giây. Văn Trạch Lệ ấn chặt tay cô, còn lợi dụng cả chiều cao đè chặt lên cô. Thẩm Tuyền không giãy dụa được nữa, cô cũng chẳng buồn dãy dụa, dần dần cô hờ hợt ôm lấy cổ anh. Văn Trạch Lệ không nhận ra, ánh mắt anh hung hăng, đôi mắt hẹp dài khép hờ, chỉ hận không thể nuốt cô vào trong bụng mấy người đằng sau đều đờ người ra. Xảo che miệng. Chỉ một lúc sau, cô ấy rất phóng khoáng nói. Hóa ra là vậy, bảo sao hôm nay anh ta cứ đòi tới tham gia vào buổi tụ họp của chúng ta. Vậy, đàn anh thì sao? Một cô gái khác đứng bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Nói rồi, mọi người quay đầu nhìn, chiếc xe Mercedes màu bạc lấp lánh ánh đèn đậu cách đó không xa. Ở trong xe nhiếp thừa cũng đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh này anh ấy nắm chặt nắm đấm rất lâu sau ánh đèn xe vẫn còn thấp thoáng văn trạch lệ lùi lại anh nắm lấy cầm cô quan hệ à chúng ta tái hôn là có quan hệ hợp pháp ngay cho dù thẩm tuyền bị anh hôn đến mức mắt lấp lánh gợn sóng cô vẫn không để lộ ra tâm trạng của mình cô nháo tay anh tôi nói rồi chuyện này không tới lượt anh quyết định văn trạch lệ nghiến răng nghiến lợi thế thì ngày nào anh cũng nói cho em coi thẩm tuyền đẩy tay anh ra thoát khỏi lòng anh rồi kéo cửa xe ra ngồi lên tiện tay kéo cửa kính xe xuống thản nhiên vẫy tay chào mọi người ánh mắt cô lướt nhẹ qua xảo rồi lại thôi văn trạch lề chỉnh lại áo sơ mi ánh mắt nhìn về phía nhiếp thừa trong xe anh cười khẩy mở cửa bên ghế lái đóng cửa lại rồi khởi động xe chiếc xe quay đầu rồi cứ thế lái vào con đường đầy bóng tối đèn đường bên ngoài hắt vào trong xe rọi lên mặt thẩm tuyền cô lấy điện thoại ra thản nhiên xóa WeChat chát của xảo rồi xóa luôn tất cả những phương thức liên lạc có liên quan tới cô ấy sau đó ném điện thoại vào trong túi sách. Cô dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo. Bởi vì nhà họ Văn vẫn còn ở nhà họ Thẩm nên Văn Trạch Lệ lái xe thẳng về nhà họ Thẩm, cửa sắt mở ra, xe liền lao thẳng đến tầng B2. Trong tầng B2 có một phòng trà rất nhỏ, còn lại là chỗ của mấy chiếc xe, đều là xe của Thẩm Tuyền. Xe đậu song song với nhau, Văn Trạch Lệ xuống xe, tiện tay mở cửa ghế sau. Thẩm Tuyền che tay ngáp một cái rồi liếc anh, xoay người định xuống xe. Văn Trạch Lệ nhìn chầm chầm sợi dây chuyển lọt ra ngoài cổ áo cô, mấy giây sau, anh tóm lấy vai cô ấn người quay lại ghế ngồi. Thẩm Tuyền ngước mắt lên, lạnh giọng nói, Văn Trạch Lệ. Vừa dứt lời, người đàn ông cuối người chui vào trong xe, tiện tay đóng cửa xe lại. Âm. Trong xe yên tĩnh. Tư thế này, khủi tay Thẩm Tuyền chống lên đệm ghế, còn Văn Trạch Lệ lại quỳ một gối lên ghế, anh cởi áo sơ mi ra rồi nhướng mày nhìn dáng người yếu điệu của cô. Dây tiếp theo, đầu gối của anh đặt ở giữa hai chân cô, anh cúi người xuống rồi hôn lên môi cô. Thẩm tuyền nhận ra được anh đang định làm gì. Đầu ngón tay cô túng lấy áo sơ mi của anh, cô nâng người lên, lạnh lùng nói, văn trạch lệ, ở đây cũng có camera đấy. Vậy để cho camera chứng kiến chúng ta làm gì vậy? Vài giây sau, tay thẩm tuyền nắm lấy ghế trước, móng tay ửng đỏ. Văn trạch lệ nghiêng đầu hôn lên ngón tay cô, hôn lên cả cánh tay cô rồi tới cổ tiếp đó anh lại lấp kín môi cô trong xe mờ mờ ảo nhưng vẫn thấy thấp thoáng bóng người một lúc lâu sau ở phòng trà dưới lầu có người hơi thở của thẩm tuyền rung lên văn trạch lệ khẽ cười bên tai cô nói sợ rồi à thẩm tuyền nghiêng đầu nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh cô không cất tiếng mà lại cuốn lấy anh người văn trạch lệ rung lên sau đó anh ôm cô dậy đổi vị trí thẩm tuyền khẽ nói vào tai anh mẹ tôi ghét anh lắm đấy anh đoán xem nếu bà ấy mà thấy được cảnh này thì thế nào nhỉ văn trạch lệ hơi sững người anh ấn lưng cô sát vào người mình sau đó anh nói chết cũng đáng thẩm tuyền hiếp mắt quả thật mạc điềm và lâm tiếu nhi đang ngồi trong phòng trà hai người vừa pha trà vừa trò chuyện chỉ cách chiếc xe đằng sau kia có mấy mét hai bà mẹ không hay biết gì cả vẫn nói chuyện hăng say xuống xe thẩm tuyền khoác áo khoác vào thang máy về thẳng phòng mình văn trạch lệ nhét sơ mi vào lưng quần lau máu ở khóe môi rồi đi thang bộ xuống tầng 1. cả gia đình họ thẩm đang đứng ở cửa tiễn nhà họ văn sự trở về đột ngột của văn trạch lệ khiến mọi người ngỡ ngàng thẩm tiêu toàn hỏi không phải về từ lâu rồi à sao mãi không thấy bóng dáng hai đứa vậy văn trạch lệ ngẩng đầu đang định trả lời thì nhìn thấy mặt điềm anh khụ một tiếng có hơi chột dạ nói con trò chuyện với thẩm tuyền một lát ạ Thẩm Tiêu Toàn nhíu mày, "Còn bé đâu?" Văn Trạch Lệ quay về phòng rồi ạ, à, cô ấy bị say trà. Thẩm Tiêu Toàn im lặng nhìn anh, vẻ nghi ngờ trong mắt càng ngày càng rõ. Nhưng mặt Điểm chẳng hề nhận ra, bà chỉ lạnh mặt nói, "Đã bảo Thẩm lẫm đi đón rồi mà, Văn thiếu đừng quá vồn vãi như thế. Nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không dây dưa gì tới nhà họ Văn nữa đâu." Lời này mắc lại ở trong cổ họng mặt Điểm. Ở ngoài Văn Trạch Lệ có thể hung hăng tàn nhẫn, nhưng ở nhà họ thẩm, anh quả thật vẫn phải kính cẩn khom mình. Sau khi nghe rõ ý của mặt điềm, mặt anh lập tức lạnh tanh. Anh sợ khóe môi, không nói gì. Thẩm tiêu toàn nhìn anh, lại nhìn cả nhà họ văn đứng ở kia. Người nhà họ văn, văn tụng tiên, lâm tiếu nhi, văn trạch tân và trần y ngược lại thì chớp mắt một cái đã thấy ngay vết thương ở khóe miệng văn trạch lệ. Văn tụng tiên rất lúng túng, ông nói, tiêu toàn, là tôi dạy con không tốt thẩm tiêu toàn cười khẩy một tiếng đưa tay ra dấu mời trong mắt người nhà họ văn lời này chính là cúc văn tụng tiên thở dài văn trạch lệ quay người cúi đầu chào thẩm tiêu toàn sau đó đi theo người nhà ra ngoài thẩm tiêu toàn nhìn thấy bóng lưng rời đi của người đàn ông kia ông đã từng nói con sói đầu đàn ở thủ đô chính là văn trạch lệ trong số những người trẻ anh quả thật vừa mạnh vừa tàn nhẫn thế nên anh mới ngang ngược không sợ gì nghĩ đến đây thẩm tiêu toàn trái lại không hề cảm thấy lo lắng cho ván cờ mà thẩm tuyền đã sắp đặt. Văn trạch lệ đáng bị dạy cho một bài học. Nếu người đàn ông này có thể quỳ gối, quy phục trước thẩm tuyền thì vị trí của nhà họ thẩm ở thủ đô sẽ càng thêm vững vàng, còn nếu không được thì coi như thẩm tuyền không có bản lĩnh vậy. Mạc Điềm lẩm bẩm, sao bé tuyền mới về đã về phòng luôn rồi nhỉ? Thẩm tiêu toàn ngồi trên ghế sofa, cuốn một điếu thuốc lá rồi nói, có khi con nó mệt rồi, đừng lên quấy rầy nó. Mạc Điềm nhìn Thẩm Tiêu Toàn, anh thì hay rồi. Thẩm Tiêu Toàn nói, để con bé nghỉ ngơi đi. Mạc Điềm nghe vậy cũng không định đi lên nữa. Thẩm lẫm chần chừ hỏi Mạc Điềm, mẹ, ban nãy hai người ở phòng trà có nghe thấy gì không? Mạc Điềm đi vào phòng bếp rót sữa, nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nói, âm thanh gì cơ, đâu có đâu, chỉ là mùi xăng xe ở tầng B2 nồng nặc quá, ban đầu sao lại bày phòng trà trong đó cơ chứ? Thẩm lẫm. Thẩm tiêu liếc mắt cảnh cáo thẩm lẫm. Thẩm lẫm nhún nhún vai, không nói gì nữa. Còn thẩm hách đã đi ngủ từ lâu, bằng không sẽ còn nhận được cái trừng mắt từ ông nữa. Thẩm tuyền về phòng là đi tắm luôn, nước nóng gột rửa hết dấu vết trên cơ thể cô, làn da ửng hồng, cô cầm đồ ngủ mặc vào, tiện vệ sinh cá nhân luôn. Bây giờ cũng đã là mười rưỡi tối, cô sấy tóc xong rồi đi ra, mãi tóc rối tung xỏa trên vai. Cô ngồi trên ghế sofa nhỏ, cầm tạp chí ung dung xem. Điện thoại ở cạnh vang lên trong phòng cực kỳ chói tai, thẩm tuyền vương tay ra cầm lên. Là nhiếp thừa. Thẩm tuyền bỏ tạp chí xuống, nghe máy. Đàn anh vẫn chưa ngủ à? Chưa. Giọng nhiếp thừa có hơi khàn khàn, anh ấy hỏi, em về lúc nào mà không gửi tin nhắn cho anh? Thẩm tuyền nghĩ rồi nói, xin lỗi, em quên mất. Không sao. Nhiếp thừa ngập ngừng mấy giấy rồi nói, cảnh trước khi các em rời đi anh thấy rồi vẻ mặt thẩm tuyền không thay đổi cô ừ một tiếng nhiếp thừa nghe câu trả lời thản nhiên của cô thì sắc mặt càng tái đi nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ánh mắt anh ấy mang theo sự dứt khoát tình hình nhà họ nhiếp hiện tại chắc em cũng biết khoảng thời gian này nhà anh vẫn luôn tỏ ý về việc này với các em không biết ý em thế nào thẩm tuyền ung dung nói em chưa muốn liên hôn một cách chóng vánh như vậy thêm lần nữa nhiếp thừa nói đàn em à anh nghĩ em hiểu rõ anh. Trước đây anh luôn sống vì mình, giờ trong nhà có chuyện, anh cũng không thể đứng đó mà nhìn được, đó không phải là cách sống của anh. Em biết, đàn anh, em hiểu. Nhiếp thừa nói tiếp, nếu em hiểu được thì chuyện này em cũng thông cảm cho anh được không? Ánh mắt của thẩm tuyền cuối cùng cũng ngước lên khỏi tạp chí, chân cô lười nhát dẫm lên thảm tatami, nói, đàn anh, anh không để ý thật cả. Ở đầu dây bên kia, hơi thở của nhiếp thừa sững lại vài giây vài giây sau anh đáp không để ý giờ em làm gì anh cũng không để trong bụng đâu cái anh muốn là sau này hơn nữa nếu ta thành công văn trạch lệ buộc phải buông tay vấn đề là ở em đó đàn em em liệu có bị tình cảm chi phối hay không thẩm tuyền không đâu ừ anh biết em sẽ không bị chi phối nhiếp thừa nói cho nên anh hy vọng em suy nghĩ cho thật kỹ thẩm tuyền vâng nhiếp thừa thở phào nhẹ nhõm sau khi cúp máy thẩm tuyền khoác áo khoác đi vào phòng sách tìm bố mình thẩm tiêu toàn vẫn còn đang đọc tài liệu nhìn thấy cô đi vào thì hơi ngạc nhiên con chưa ngủ à thẩm tuyền ngồi xuống nói con đang định ngủ thì bị điện thoại của nhiếp thừa đánh thức bàn tay đang cầm tài liệu của thẩm tiêu toàn hơi sững lại ông nhìn con gái đèn trong phòng sách mở sáng trưng vẻ mặt thẩm tuyền bình tĩnh thẩm tiêu toàn không nhìn ra được gì ông để tài liệu xuống hỏi cậu ta nói gì? Thẩm tuyền trình bày lại ý của nhiếp thừa. Thẩm tiêu toàn nghe xong, mãi không cất tiếng. Ông nhìn thẩm tuyền, thẩm tuyền vẫn còn thản nhiên cầm quyển lịch trên bàn lên xem. Thẩm tiêu toàn nhìn cô, một lúc sau ông mới nói, thế đồng ý nhé. Thẩm tuyền, con cũng có ý này. Thẩm tiêu toàn hoàn toàn không đoán ra được những gì con gái nghĩ trong lòng. Ông nói, bố có một điều kiện. Thẩm tuyền hơi sững người, vừa hay con cũng có điều kiện nghe xong thẩm tiêu toàn bật cười ông nói thế thì làm thôi cảm ơn bố ngày mùng tám mọi nơi bắt đầu đi làm lại thủ đô lại bừng bừng sức sống dân ngoại tỉnh tăng lên nhiều tất cả các cửa hàng cũng mở cửa sớm hơn dự kiến tập đoàn văn thị mới sáng sớm ra đã nhộn nhịp vô cùng từng bao lì xì từng gói quà tết được gửi đến tận tay người nhận văn trạch lệ đang bàn bạc với người khác ở trong phòng họp bàn bạc xong xuôi anh chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa đi ra ngoài đã nghe thấy giọng nói phấn khởi của nhân viên. Anh nở nụ cười rồi mở cửa văn phòng ra đi vào. Mấy giây sau, nụ cười trên môi anh dần dần biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lão, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thiếp mời màu đỏ trước mặt. Tiệc đính hôn. Nhà họ nhiếp và nhà họ thẩm. Chương 49 Edit, bún thịt nướng Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ mới cầm tấm thiệp màu đỏ này lên, tất cả thiệp mời đám cưới đều na ná như nhau mặc dù mấy năm gần đây có một vài nhà giàu sẽ thiết kế kiểu khác nhưng màu thì vẫn là đỏ vàng mà tấm thiệp này hôm nay lại lấy tông chính là đỏ trang trọng đẹp đẽ giống y hệt tấm thiệp mời của anh và thẩm tuyền lúc kết hôn lúc đó hai nhà không có kế hoạch gì mà làm lễ cưới luôn ở thủ đô cũng đã chẳng còn mấy ai tổ chức tiệc đính hôn nhưng không phải là không có nếu như cả hai còn đang ở giai đoạn tìm hiểu thì sẽ lựa chọn đính hôn trước hoặc là doanh nghiệp gia tộc đang vượt qua khó khăn gì đó nên đính hôn trước hoặc là nhà gái hay nhà trai vẫn còn đang vấn vương tình cũ thì cũng sẽ đính hôn thẩm tuyền là kiểu thứ ba khoảng thời gian kể từ cuộc hôn nhân đầu tiên ly hôn rồi lại đính hôn cách nhau quá chóng vánh bên ngoài lại đồn một đoán mười vì để cho mọi người thấy được thái độ của nhà họ thẩm nên đành sắp xếp đính hôn trước đính hôn chẳng khác vào vả vào mặt văn trạch lệ rằng cô đã là hoa thơm có chủ văn trạch lệ bớt dây vào đi bàn tay cầm tấm thiệp lập tức nổi đầy gân xanh văn trạch lệ mở tấm thiệp ra bên trong hiển nhiên là tên của nhiếp thừa và thẩm tuyền thời gian là sau tết nguyên tiêu văn trạch lệ đóng tấm thiệp lại rồi bấm số điện thoại nội bộ trong văn phòng chỉ một lát sau lâm tập đi vào lúc nhìn thấy sắc mặt của văn trạch lệ lâm tập vô thức cúi rụt đầu xuống anh ta cất tiếng văn tổng hôm nay văn phòng không kéo rèm nên ánh sáng có hơi tối tăm văn trạch lệ đắm mình vào ghế đầu ngón tay gõ từng cái lên bàn giọng nói trầm thấp lạnh lùng thiệp mời được gửi đến lúc nào lâm tập hụ một tiếng nói có lẽ là trước khi chúng ta đi làm lúc tôi ngang qua quầy tiếp tân thì họ đưa cho tôi quai hàm của văn trạch lệ cứng lại gương mặt ẩn mình trong bóng tối nên không thấy rõ biểu cảm được đi ra ngoài đi lâm tập gật đầu rồi vội vàng ra ngoài trước khi ra ngoài còn theo bản năng liếc văn trạch lệ một cái đột nhiên lâm tập cảm thấy lạnh đến lạ nhưng lại cảm thấy sao mà văn thiếu bình tĩnh thế nhỉ lúc anh ta cầm tấm thiệp này tay còn run lên cơ. Anh ta hoàn toàn đoán ra được văn thiếu sẽ tức giận đến mức nào. Kết quả chỉ có vậy thôi hả? Ra ngoài. Giọng người đàn ông lại vang lên. Lâm Tập thu hồi tầm mắt, vội vàng chạy ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, cảm giác mát lạnh sau lưng mãi chưa tan. Thẩm thị cũng bắt đầu đi làm lại vào mùng 8, Thẩm Tuyền đã đến công ty từ sáng sớm, lần lượt tham gia ba cuộc họp, còn phát luôn cả lì xì và quà năm mới. Xong xuôi hết, đến lúc ngồi xuống là đã gần mười một rưỡi trên màn hình hai chiếc máy tính đang mở là biểu đồ cổ phiếu thẩm tuyền nhìn một cái rồi cầm bút máy lên đọc tài liệu kế hoạch một chốc sau bên ngoài có tiếng ồn ào thẩm tuyền ngước mắt lên nhìn thương tuyết vội vàng đẩy cửa văn phòng ra cô ấy nhìn thẩm tuyền ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi thẩm tuyền nhìn cô ấy một cái rồi lại xem tài liệu tiếp có chuyện thì nói đi giọng cô lạnh tanh thường tuyết tiến tới trước mặt cô rồi nói chúng mình không được ít tin cậu định liên hôn với nhà họ nhiếp thật ca à? vẻ mặt thẩm tuyền bình tĩnh ừ thường tuyết gì mà mới năm mới năm me đã quyết định rồi thế thẩm tuyền đẩy báo cáo tài chính ở bên cạnh tới bên trong này có mấy mục chưa được đánh dấu rõ ràng làm lại đi tiện kiểm tra lại cả báo cáo tài chính của thừa thắng đi thường tuyền lập tức nhận lấy trong dáng vẻ không hề có cảm xúc gì kia của thẩm tuyền cô ấy le lưỡi thôi vậy cho dù tò mò cũng đừng hỏi nhiều thì hơn. Tính tình của thẩm tuyền ấy mà, làm gì cũng có lý của cô, nhiều lúc cô tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn cả với chính mình. Thường tuyết ồ một tiếng rồi cầm báo cáo đi ra ngoài. Cửa đóng lại. Cả văn phòng tĩnh lặng. Thẩm tuyền cúi đầu lật tài liệu, đôi lúc cô sững lại mấy giây, nhưng chỉ chóng vánh rồi lại không phân tâm nữa. Tới chiều, thừa thắng có một cuộc họp, qua năm mới, kế hoạch lên sàn cũng bắt đầu được tiến hành. Thẩm Tuyền ăn tạm một bữa trưa tại công ty rồi dẫn Thường Tuyết đến Thừa Thắng. Cửa thang máy mở ra, Thường Tuyết kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng. Thẩm Tuyền tháo tai nghe Bluetooth xuống, nhìn qua. Trên ghế sofa ở đại sảnh Thừa Thắng, Văn Trạch Lệ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng một chiếc quần tây, tay cầm điếu thuốc lá, đôi chân dài vắt chéo nói chuyện của tiểu tả, trên tay ghế có vắt một chiếc áo khoác màu đen. Lâm Tập cũng ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhìn thấy người mặc váy chữ A kia là Thẩm Tuyền, lâm tập vô thức hụ một tiếng rồi lại cúi đầu lúc này đôi mắt hẹp dài của văn trạch lệ cũng nhìn qua chạm trúng ánh mắt của thẩm tuyền khoảnh khắc ấy mọi người như ngừng thở một giây sau văn trạch lệ nói thẩm tổng đến rồi à thẩm tuyền chào buổi chiều văn tổng chào buổi chiều văn trạch lệ nhẹ nhàng vào điếu thuốc trong tay điếu thuốc nát tan ánh lửa từ đầu điếu thuốc tí tách rồi bị dập tắt trong lòng bàn tay người đàn ông Thường tuyết dòm qua dòm lại giữa hai người này, phát hiện vẻ mặt bọn họ lại không hề thay đổi, không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào khác. Rõ ràng tấm thiệp mời đính hôn kia đã được gửi đi rồi mà. Mãi cho đến khi trông thấy ánh mắt đời này không còn gì núi tiếc của lâm tập, thường tuyết mới hiểu ra, chắc chắn là nhìn thấy rồi. Có điều ngạc nhiên thật đấy, bình tĩnh thế cơ à. Thế là sau đó, thường tuyết cứ căng thẳng và run sợ suốt, sợ văn thiếu đột nhiên gây khó dễ. Nhưng mãi đến lúc bắt đầu cuộc họp, hai người vẫn bình tĩnh lần lượt ngồi xuống cạnh nhau. Thường tuyết. Hôm nay mùi hương trên người thẩm tuyên đã khác, không phải mùi thơm như trước mà là mùi thơm mang theo chút hương hoa hồng, cứ sát gần tới là ngửi được thấy. Cô nhìn biểu đồ mà tiểu tả vẽ trên bảng, gương mặt bình thản. Hương nước hoa của người đàn ông bên cạnh vẫn mang tính xâm lược rất mạnh, thêm cả mùi thuốc lá phản phất. Hai người ngồi sát nên thỉnh thoảng khủi tay lại đụng vào nhau, văn trạch lệ rũ mắt liếc nhìn ngón tay thon thon của cô chỗ đó hôm nay bất ngờ lại có một chiếc nhẫn trắng suốt dù chỉ là ở ngón tay úc đôi mắt hẹp dài của văn trạch lệ hiếp lại một lúc lâu sau anh mới lại nhìn về phía tiểu tả cuộc họp diễn ra được một nửa thì bắt đầu giải lao văn trạch lệ nghiêng đầu tới gần nhỏ giọng hỏi mấy hôm nay vẫn khỏe chứ thẩm tuyền nhìn khuôn cầm lạnh băng của người đàn ông cô thản nhiên đáp khá khỏe văn trạch lệ mấy ngày nay anh đi lê thành và hải thành Hải Thành. Thẩm Tuyền hơi hợt liếc anh một cái. Ừm, có ý tưởng gì mới à? Văn trạch lệ, thay đổi nhiều lắm. Một lời hai nghĩa. Thẩm Tuyền, dù sao cũng phải thay đổi thôi, không thể mãi thế được. Cô cũng một lời hai nghĩa. Bàn tay đang đặt lên thành ghế còn lại đột nhiên nắm chặt lại, để lại giấu tay trên ấy, sau đó anh từ từ buông tay ra. Lâm Tập đứng bên cạnh còn sợ anh nắm gãy luôn tay viện kết thúc cuộc họp là lúc ba rưỡi chiều cả một nhóm người cũng đi ra khỏi phòng họp thẩm tuyền nghiêng đầu nói chuyện với thường tuyết nên tục lại đằng sau mấy bước đến lúc bừng tỉnh mới nhận ra văn trạch lệ ngồi bên vẫn chưa đi anh đang nghịch bút máy miệng thì nhai kẹo bạc hà thẩm tuyền liếc anh một cái kéo ghế ra nói với thường tuyết mấy ngày nay cậu theo sát việc bên thừa thắng đi điều mấy kế toán sang đi giúp tả tổng thường tuyết gật đầu được cô ấy liếc nhìn văn trạch lệ một cái Người đàn ông dự người về đằng sau, bởi vì đang nhai nên xương trán cũng chuyển động theo, căng cứng. Nhưng anh không hề có phản ứng gì về việc thẩm tuyền rời đi. Thẩm tuyền ra khỏi phòng họp, tiện tay cầm áo khoác mặt vào, nói một tiếng với tiểu tả, bọn tôi về trước đây. Tiểu tả vâng một tiếng, cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ở trong phòng họp một cái. Thường tuyết thì bấm thang máy, còn thẩm tuyền thì gật đầu với tiểu tả xong bèn cất bước đi vào. Cửa thang máy đóng lại tiểu tả cảm giác không khí còn lạnh hơn so với ban nãy. Anh ta cũng chẳng dám đi vào phòng họp. Mọi người đi hết, văn trạch lệ cũng nhai xong kẹo bạc hà, anh nuốt xuống miếng cuối cùng, yết hầu của anh chuyển động, giọng lạnh nhạt, cậu đi điều tra xem xem, hai nhà thẩm nhiếp sao lại đột nhiên liên hôn, là ai khởi đầu trước. Lâm tập thấy cả sáng anh không có phản ứng gì, cứ tưởng chuyện này cứ thế cho qua, nào ngờ anh vẫn còn ghim bèn vội trả lời, vâng. Mấy giây sau văn trạch lệ ném bút máy xuống, đứng dậy cầm áo khoác lên mặt vào rồi rời khỏi thừa thắng cuối cùng pho tượng phật cũng đi rồi mọi người trong thừa thắng thở phào nhẹ nhõm mấy ngày tiếp theo gió yên sóng lặng chuyện đính hôn của hai nhà nhiếp thẩm cũng đã đâu vào đấy nhiếp thừa toàn quyền tiếp quản tất cả công việc nhờ có sự trợ giúp của mẹ mà mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa đồng thời anh cũng thường tới nhà họ thẩm nói chuyện thương lượng với nhà họ thẩm anh luôn trong trạng thái vội vàng căng thẳng mấy lần thẩm tiêu toàn đã nhắc không cần vội vã vậy đâu nhiếp thừa cười vẻ mặt không để lộ bất kỳ điều gì nhưng trong ánh mắt vẫn có sự luống cuống thẩm tiêu toàn nhìn rõ tất thảy sự khao khát để bữa tiệc đính hôn này diễn ra thành công của nhiếp thừa đã không thể che giấu được nữa thẩm tiêu toàn rót cà phê cho nhiếp thừa rồi nói thẩm tuyền không có nhiều yêu cầu cầu kỳ đơn giản thoải mái là được mấy thứ hoa hòe hoa sói này thì thôi đi nhiếp thừa thả lỏng hơn chút anh gật đầu vâng còn biết thẩm tiêu toàn nhìn lướt qua kế hoạch của buổi tiệc đính hôn ông khá hài lòng ông nói tối ở lại ăn cơm nhé nhiếp thừa vâng cảm ơn bác trai tối đó nhiếp thừa ở lại ăn cơm thẩm tuyền đang gặp cổ đông ở bên ngoài xong xuôi về tới nhà lại gặp được nhiếp thừa chuẩn bị ra về hai người đứng trò chuyện ở cửa một lát nhiếp thừa ngắm nhìn gương mặt duyên dáng xinh đẹp của thẩm tuyền dưới ánh đèn tìm đập nhanh hơn thẩm tuyền liếc nhìn đồng hồ một cái nói sắp chín rưỡi rồi anh lái xe cẩn thận nhé. Được. Nhiếp thừa trả lời một tiếng. Thẩm tuyền nhìn anh rời khỏi rồi mới quay người đi vào trong nhà. Thẩm tiêu toàn đang hút thuốc, thẩm tuyền xoa xoa cánh tay, ngồi trên ghế sofa đơn cuốn thuốc lá cho ông. Mạc điềm mới đi xuống đã cầu nhầu, tối rồi, hút ít thôi. Thẩm tiêu toàn, cả ngày hôm nay giờ mới hút có một điếu. Một điếu á, anh đừng có điêu, tưởng em không biết à Mạc điềm lập tức phàn ngang. Thẩm tiêu toàn. Thẩm tuyền thấy bọn họ cãi nhau, cô khẽ cười rồi để điếu thuốc đã cuộn xong xuống, đứng dậy đi lên lầu. Mạc Điềm nhìn bóng lưng con gái, một lúc sau bà bước tới, đánh mạnh lên vai thẩm tiêu toàn một cái, tại anh hết đấy, ban đầu không nên để bé tuyền nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn thẩm thị. Giờ thì hay rồi, con bé suốt ngày sống vì nhà họ thẩm, bao giờ mới sống cho mình được đây? Điếu thuốc trong miệng thẩm tiêu toàn rơi ra, ông vội vàng vứt đi rồi nói. Em không cần lo cho bé Tuyền, trong lòng nó rõ cả. Thân là người thừa kế của Thẩm thị, lẽ nào không làm chủ được cuộc sống của mình nha. Mạc Điềm nghe vậy, hốc mắt đã đỏ lên, đều do anh dạy đấy, dạy con bé bình tĩnh lạnh lùng như thế đấy. Con gái lạnh lùng bình tĩnh để làm gì chứ? Không bình tĩnh thì em muốn con bé phải sống chết vì tình nha. Mạc Điềm không nói nữa, chỉ trừng trừng nhìn chồng mình. Thẩm Tiêu Toàn đứng lên ôm lấy vai bà, nói: con bé giỏi thế nào kiên cường thế nào sẽ đại diện cho việc nó đi được bao xa hai mối liên hôn này đều là nó tự mình suy nghĩ cẩn thận rõ ràng em phải hiểu con gái chúng ta khác các thiên kim nhà giàu khác chứ sắc mặt mạc điềm mới tốt hơn chút vì đúng là khác thật cả thẩm thị hoạt động dưới tay cô liên hôn rồi lại ly hôn với nhà họ văn trong giới có ai dám ho hay gì chắc ngoại trừ mấy lời tạp nham còn lại không phải đều cầm hạng mục tới đòi hợp tác sao ngoại trừ nhà họ nhiếp nhà họ Tiêu, nhà họ Kiều, nhà họ Lâm và nhà họ Trần ra thì có nhà nào mà không nhắm tới Thẩm Tuyền. Bọn họ đều muốn tìm ra một người đàn ông có lứa tuổi thích hợp để kết hôn với Thẩm Tuyền, cưới cô về nhà. Giá trị của Thẩm Tuyền không đơn giản chỉ là một người phụ nữ, một tiểu thư nhà giàu, những mặt khác của cô vượt xa những tiểu thư nhà giàu khác. Huống chi cô còn là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Thẩm Tiêu Toàn, con bé sống thế này rất tốt, rất sáng suốt. Mạc Điềm, biết rồi đương nhiên bà cũng đã chứng kiến trong giới này đàn ông kết hôn mà ngoại tình thì đám tiểu thư nhà giàu ấy còn phải giúp đỡ che che giấu giấu đóng scandal đấy chỉ cần nhắc tới ly hôn là người nào người đấy tái mặt hoặc là nhẫn nhịn hoặc là dày vào nhau rồi mới ly hôn cuối cùng chỉ có được một tí lợi tới lúc quay đầu nhìn lại những thiếu nữ thuở ấy đã thay đổi chẳng còn thể quay trở lại lúc trước nữa nhưng thẩm tuyền thì khác cô kết hôn rồi ly hôn thì cô vẫn là cô tin tức hai nhà nhiếp thẩm sắp đính hôn đã dần dần lan rộng cả giới đều vô cùng kinh ngạc cuối cùng mọi người rút ra kết luận là cuối cùng nhà họ nhiếp cũng dành trước một bước lấy được người đẹp về trước khi văn thiếu tái hôn với thẩm tuyền rồi còn nói nhiếp thừa có thủ đoạn ghê cũng có người lẩm bẩm không hổ là đại tiểu thư nhà họ thẩm chưa từng có tiểu thư nhà giàu nào như cô vừa mới ly hôn chưa được bao lâu đã được một đại gia tộc khác nhòm ngó đương nhiên cũng có người ngưỡng mộ tốc độ của nhà họ nhiếp chỉ hận bản thân còn chưa tìm được cơ hội xuống tay dù muốn cướp người trong tay văn thiếu cũng cần phải có chút dũng khí phía bên văn trạch lệ nhận được nhiều tin nhắn hai ba giờ đêm anh đi ra khỏi phòng tắm trên người đầy hơi nước điện thoại ở trên bàn cứ vang lên tiếng tinh 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 đầu ngón tay vẫn còn dính nước anh cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn một cái trong nhóm chu dương vợ trước tái hôn tâm trạng cậu thế nào rồi hứa điện có khi đúng như ý cậu ấy ít chứ thẩm lẫm tôi phải ao nhóm đây Chu Dương, đừng, cậu ao là tôi lại thêm cậu vào đấy. Giang Úc, tôi thấy nhiếp thừa thật sự có tình cảm với thẩm tổng đấy. Cố Trình, Văn Thiếu, hôm đó cậu không nên chạy tới Hải Thành tìm tôi, nếu không tìm tôi có khi cậu có thể ngăn được màn bi kịch này xảy ra rồi. Văn Trạch Tân, mặc niệm hai giây cho anh trai tôi. Tiêu nhiên, không tranh được với nhiếp thừa, Văn Trạch Lệ cậu gà vải. Chu Dương, ha ha ha, Văn Trạch Lệ, sao không nói lời nào hết vậy ta? người đàn ông để điện thoại xuống bàn trà, giọt nước trên đầu ngón tay cũng theo đó rơi xuống bàn trà làm bằng thủy tinh màu đen, văn trạch lệ ngã vào trong sofa, từ từ lau tóc. Vẫn còn rất nhiều tin nhắn được gửi tới. Không chỉ trong nhóm, mà còn là lời an ủi hỏi thăm đến từ những người khác. Nói tóm lại, tất cả mọi người trong giới đều biết, vợ trước của anh là Thẩm Tuyền sắp tái hôn, mà cho dù anh có ngủ với người phụ nữ này đi chăng nữa, dây dưa như thế nào thì cô vẫn không định cho anh tí cơ hội nào cô đúng là đang chơi đùa chơi rất hăng vứt khăn sang một bên văn trạch lệ lại với lấy điện thoại nhấn vào vòng bạn bè của thẩm tuyền trống trơn văn trạch lệ nghiến răng nghiến lợi chỉ còn hai ngày là tới tiệc đính hôn thẩm tuyển tạm gác công việc sang một bên về nhà thử lễ phục lễ phục được đưa tới lúc chiều trên tầng hai mạc điềm kéo cô vào trong phòng để quần áo khoa tay múa chân nhiếp thừa cũng gọi video tới hai người trò chuyện với nhau qua video đại khái là mặc kiểu dáng nào thì hợp hơn cuối cùng quyết định mặc một chiếc váy đuôi cá màu quả hạnh nhiếp thừa nói đẹp thẩm tuyền cười ừ Hai người trò chuyện thêm một lát nữa rồi mới cúp máy thẩm tuyền đi vào thay lại đồ ở nhà di giúp việc cầm chiếc váy đuôi cá kia đi chỉnh sửa lại thẩm tuyền vừa nói chuyện với mẹ vừa đi khỏi phòng để quần áo Dì giúp việc đi rồi quay lại nói với thẩm tuyền ông chủ đang đợi con ở phòng sách thẩm tuyền hơi sững người vâng Cô buông tay Mạc Điềm ra, mẹ, con đi lên lầu một chút. Đi đi. Thẩm Tuyền lên lầu. Cửa phòng sách mở, Thẩm Tuyền gập đầu ngón tay gõ lên cửa. Thẩm Tiêu Toàn để tấm thiệp màu đỏ trong tay xuống, bảo cô đóng cửa đi vào. Thẩm Tuyền đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh bàn còn tiện tay cuốn điếu thuốc cho Thẩm Tiêu Toàn. Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái ngoan ngoãn cuốn thuốc lá như vậy, ông xoa xoa lông mày, nói thẳng, Bao nhiêu ngày thế rồi mà phía Văn Trạch Lệ không có tí phản ứng, con nghĩ sao?" Ngón tay thông dài của Thẩm Tuyền hơi sững lại, mấy giây sau cô lại tiếp tục cuốn, "Còn không có suy nghĩ gì ạ?" À. "Bé Tuyền à, cậu ta chẳng làm gì cả." Bố muốn nói là, ván này con thua rồi, trên thế giới này ngoài bố mẹ anh em ra thì không có ai là không sống thiếu con được. Thẩm Tuyền thản nhiên đáp, "Đương nhiên rồi ạ." À. Thẩm Tiêu Toàn thở dài một hơi, đi tới sờ sờ đầu Thẩm Tuyền, "Con đó từ nhỏ đã có chủ kiến, thích cái gì là tuyệt đối không để cho người khác chạm vào, nếu chạm vào rồi hoặc là con ném đi hoặc là rửa cả chục lần, lớn rồi thì đỡ hơn nhưng có lúc con vẫn rất cố chấp. Thẩm tuyền để điếu thuốc đã cuốn xong xuống, nói, đường là do con chọn, có quỳ để đi thì con cũng phải đi hết. Thẩm tiêu toàn, được. Thẩm tuyền phủi phủi tay, nhìn bố rồi nói, nhưng con vẫn là đại tiểu thư nhà họ thẩm, đây là điều vĩnh viễn không thay đổi. Thẩm tiêu toàn sửng sốt, mấy giây sau ông lại bật cười. Đương nhiên rồi. Vẻ tự tin trong mắt cô là cô tự có được chứ chẳng ai có thể cho được. Ông lại xoa đầu con gái mình, không có tình yêu thì cứ tôn trọng lẫn nhau, nhiếp thừa dễ kiểm soát hơn văn trạch lệ. Thẩm tuyền, vâng. Chương 50 Edith, Alicia Qua trầm tháng giêng, đèn lồng trước cửa nhà họ thẩm đã đổi thành đèn lồng đám cưới, ông trời cũng tác thành để thời tiết cả ngày đều rất đẹp. Tiệc đính hôn đơn giản hơn kết hôn, làm tiệc đính hôn trước cũng có nghĩa là sẽ cách một thời gian dài nữa mới tới tân hôn. Có thể là một năm sau mới kết hôn, cũng có thể là hai năm, thời gian chưa được xác định rõ. Vậy nên gần như ai nhận được thiệp cũng sẽ tới. Tiệc đính hôn là tiệc tối, được tổ chức tại sân trang nhà họ nhiếp. Bởi vì người thiết kế là ông cụ nhiếp, ông còn trang trí lãng mạn như thể hôn lễ, thẩm tuyền và nhiếp thừa đứng ở đại sảnh trò chuyện cùng khách khứa. Ai cũng nói, đúng là bất ngờ thật đó, nhưng sao hai đứa lại chọn đính hôn trước thế? Phải đó, lâu lắm rồi chưa có ai đính hôn, toàn là kết hôn luôn thôi. Thẩm Tuyền chỉ cười không đáp. Nhiếp Thừa lại trả lời giúp, vì con thấy hai bọn cháu đều còn trẻ nên tạm thời không gấp. Vậy à cũng phải, Nhiếp Thừa chỉ lớn hơn Thẩm Tuyền một tuổi thôi nhỉ? Dạ vâng, lớn hơn cô ấy một tuổi. Tuổi này vừa hợp, bác thấy hai đứa hợp nhau lắm. Nhiếp Thừa nhã nhặn thẩm tuyền tuy hơi mạnh mẽ nhưng thế này sẽ bù đắp lẫn nhau tới lúc này chẳng ai dám nhắc tới văn trạch lệ mọi người đều biết nếu nhà họ thẩm chọn liên hôn với nhà họ nhiếp vậy thì chẳng liên quan gì tới nhà họ văn nữa rồi những tin đồ ngồ ngào trước đây cũng chỉ là chuyện của trước đây thứ cuối cùng được công bố với bên ngoài mới là thật mọi người lại tám chuyện cùng nhau gần đó cố trình cầm một cái điện thoại màu đen bên trong là ứng dụng ghi âm đang hoạt động Thẩm Tuyền và nhiếp Thừa trò chuyện với nhóm người này một lát, thấy khách khứa vào cửa lại đến tiếp đón. Đại đa số khách đều là người quen trong giới, nhưng mấy người này Nhíp Thừa không quen lắm nên để cho Thẩm Tuyền tiếp. Gặp phải những người có mối quan hệ tốt với nhà họ văn, chẳng hạn như nhà họ Tiêu, Thẩm Tuyền cũng rất tự nhiên hào phóng. Mọi người nhìn Thẩm Tuyền, không kìm được mà cảm thấy cô quá mạnh mẽ, cũng quá tàn nhẫn. Một cô gái như thế, đúng là tài giỏi. Không ngoài dự kiến, hai anh em nhà họ Văn đều không tới, trái lại dòng bên nhà họ Văn lại tới. Dòng bên là bên phía của chú út nhà họ Văn, điệu bộ cũng rất ghê gớm. Thẩm Tuyền bắt tay với người kia. Đối phương cười nhẹ, gật đầu với nhiếp thừa rồi quay người đi đến chỗ ngồi. Trước khi đi còn nhắn với Thẩm Tuyền, lát nữa hai bác cả tới ngay đấy. Cũng có nghĩa là Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi sẽ đến. Những người khác nghe thấy câu này thì ngạc nhiên không thôi, sau đó trong lòng cảm thán, không hổ là gia tộc lớn, tổ chức tâm lý đúng là mạnh. Mặt thẩm tuyền không đổi sắc, gật đầu tỏ ý đã biết. Nhiếp thừa hơi lo lắng, nhưng giờ chuyện đã tới nước này, đâu đã vào đấy, không thể thay đổi, trong lòng anh ấy cũng kiên định hơn chút. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng người vọng vào. Đại thiếu nhà họ văn tới. Đuè mòe. Một câu nói khiến hiện trường nổi lên một làn sóng khổng lồ. Trái tim căng thẳng của nhiếp thừa lập tức vọt lên. Thẩm Tuyền thấy anh ấy hồi hộp bèn vỗ vỗ cánh tay anh ấy, sau đó nói với Thẩm Hách, đi tiếp khách đi. Thẩm Hách gật đầu rồi quay người đi ra ngoài. Thẩm Tuyền định quay người đi nói với Thẩm Tiêu Toàn một tiếng, ai ngờ lúc này cố trình lại làm đổ rượu, rượu đổ xuống thấm lên váy Thẩm Tuyền. Cố trình chửi thề một tiếng, vội đứng dậy, ôi xin lỗi. Thẩm Tuyền nhìn vết loan hàng rõ mồn một mồ kia kia, nhíu mày, chiếc váy này màu nhạt, rượu thì lại màu đậm. Cô liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của cố trình, trách, sao cố tổng lại hấp tấp vậy chứ? Cố trình ho một tiếng, nhỏ giọng nói, thật sự xin lỗi. Cho dù anh ta đã đứng vững chân tại thủ đô, nhưng khi đối mặt với cô gái này, anh ta vẫn hơi sợ hãi. Chuyện cũng đã rồi, thẩm tuyền không muốn trách móc nhiều. Cô xoay người đi tìm mạc điềm, may mà hôm nay có mang theo váy dự phòng. Cầm chiếc váy vào phòng nghỉ thay ra, thẩm tuyền vừa đẩy cửa bước ra thì miệng bị người ta bịt kín tiếp đó là một luồng hơi thở mạnh mẽ của đàn ông bao phủ lấy cô. Người đàn ông cắn vành tay cô, thủ thỉ vào tay, dạo này khỏe chứ. Cả người thẩm tuyền cứng nhắc, cô dãy dụa. Văn trạch lệ. Tiếng la hét đã bị anh chặn lại, thẩm tuyền lắc đầu còn cắn cả tay anh, nhưng sắc mặt anh vẫn thản nhiên, giọng điệu trầm thấp, có sức phết nhỉ. Hửm. Thẩm tuyền vùng vẫy muốn nhìn anh. Văn trạch lệ cười nhẹ hai tiếng, không cho cô nhìn sau đấy thẩm tuyền không giải dụ nữa cô mở miệng định nói gì đó nhưng ngón tay của văn trạch lệ lại đè lên đầu lưỡi cô không cho cô cất tiếng tiếp đó anh dùng một cái cà vạt trói hai tay cô lại thẩm tuyền nhìn chằm chằm người đàn ông mặt không chút cảm xúc này cô khẽ nhau mắt cột xong xuôi văn trạch lệ mới ngước lên trong đôi mắt dài hẹp kia chứa đầy sự tàn nhẫn anh nhướng mày cười cười đến mức bất cần và ác độc rồi thẩm tuyền bị anh bế lên anh bước ra cửa trực tiếp đá văng nó ra, tiếng động cực lớn vang to từ hành lang tới đại sảnh. Thấy cảnh ấy, Mạc Điềm thét lên. Văn Trạch Lệ Tiếng của Mạc Điềm xé toạc hành lang dài ấy. Văn Trạch Lệ vờ như không nghe thấy, anh lướt ngang qua bàn tay đang với lấy của Mạc Điềm, mạnh mẽ đá văng nhân viên phục vụ của Sơn Trang. Sau khi đến đại sảnh, một đám vệ sĩ đã nhanh chóng vây quanh hai người. Nhiếp thừa chạy ra, thấy cảnh đó thì như đứng tim. Văn Trạch Lệ mặc sơ mi đen và quần dài, vòng eo rắn chắc vệ sĩ mở cửa xe ra anh nhét thẩm tuyền vào trong không đợi cô phản ứng lại chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại rầm một tiếng nhiếp thừa hét vỡ giọng văn trạch lệ anh định làm gì tất cả mọi người thi nhau gùa ra ngoài không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông như tới từ địa ngục văn trạch lệ xoay người lấy một việc kẹo bạc hà ra khỏi túi bóp vỏ bỏ vào miệng anh chậm rãi bước về phía nhiếp thừa đôi mắt hẹp dài hung tàn tanh mùi máu mà nhìn thẳng. Giây phút đó, đại thiếu nhà họ văn tự như đã biến thành một người khác. Hôm nay anh dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, nhiều đến mức đen nghịch một vùng. Hàm răng nhiếp thừa cắn chặt, nắm tay siết hàng gân xanh. Đột nhiên, văn trạch lệ tóm lấy cà vạt của anh ấy rồi nhấc thẳng người lên. Xung quanh bùng lên tiếng thét chói tai, nhiếp thừa vung quyền phản kích xong bị vệ sĩ tóm chặt. Tiếp đó, nhiếp thừa bị ghi mạnh cổ xuống văn trạch lệ ép sát anh ấy hiếp mắt đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ gì anh ngứa mắt tôi và thẩm tuyền dây dưa qua lại nên mới liên hôn với nhà họ thẩm để đánh đòn phủ đâu như vậy vừa có thể ngăn cản tôi và thẩm tuyền vừa cho nhà họ nhiếp có đủ thời gian chuẩn bị còn anh cũng có thể có được thẩm tuyền một mũi tên trúng ba con nhạn hai mắt nhiếp thừa cũng dần lạnh đi cười khẩy chỉ cho phép anh mưu mô tính kế còn không cho phép tôi làm thế à văn trạch lệ khẽ cười lạnh được chứ cho nên hôm nay anh mới rơi vào kết cục này tôi nói cho anh biết thẩm tuyền là của tôi dù cả đời cô ấy không kết hôn thì cũng chỉ có thể dây dưa với tôi anh buông tay vứt nhiếp thừa sang một bên như vứt rác rồi ngước mắt nhìn hàng người đen kịp hơn nữa hôm nay các người nhớ cho rõ đây sau này ai dám lấy thẩm tuyền kết cục chắc chắn sẽ thảm hơn nhiếp thừa hôm nay mọi người đều kinh ngạc thậm chí là kinh sợ văn trạch lệ nói gì vậy chứ nguyên một đám người này nhìn người kia lại nhìn đám vệ sĩ văn trạch lệ dẫn tới rất nhiều người cúi rạp đầu xuống mạc điềm nghe câu này bà muốn phát điên văn trạch lệ đồ vô liêm sĩ sao cậu dám sao cậu dám cậu rút lại những lời vừa nói rút lại cho tôi cậu cậu ta đang chặt đứt tương lai của thẩm tuyền đấy mạc điềm dùng hết sức cựa quậy định xong tới tóm lấy văn trạch lệ thẩm tiêu toàn ôm chặt lấy bà ánh mắt của ông chạm phải ánh mắt văn trạch lệ. Ông thấy rõ mồn một sự điên cuồng trong đôi mắt ấy. Ông đã tiếp xúc với văn trạch lệ rất nhiều, đây là lần đầu tiên người đàn ông này có dáng vẻ điên cuồng như vậy. Ông lại nhìn về phía con gái trong xe. Thẩm tuyền chỉnh lại cổ áo, thờ ơ liếc sang đây. Ánh mắt cô nhìn chầm chầm bóng lưng văn trạch lệ, một lúc sau cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu vùng vẫy cổ tay. Không vùng được, cô bỏ cuộc, thế nhưng trên gương mặt cô lại ánh lên vẻ đắc ý tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo